hơn phân nửa chiến lược của liên minh ba tộc đều tập kết ở tại nơi này, điên cuồng phát động một thế tấn công cường đại, nỗ lực cướp đoạt lại quyền khống chế đối với thông đạo không gian kia. Chỉ có điều bọn họ lại bị đại quân của thiên đình liều chết ngăn cản lại. Khu vực gần thông đạo không gian, ánh sáng các màu điên cuồng chấp hiện. Những tiếng nổ lớn không ngừng vang lên, những tiếng chém giết quát tháo không dứt. Quy mô chiến đấu ở nơi này không có cách nào so sánh được với cuộc đại chiến của đám người bị lô tiên tướng ở giữa không trung. Nhưng xét về trình độ kịch liệt, ở đây chỉ có hơn chứ không có kém. Ở đây mỗi giây mỗi phút đều có người phải ngã xuống. Dường như nơi đây chính là một cối say thịt cực lớn. Tại khu vực chiến trường gần với thông đạo không gian, trong hư không chợt chấp hiện. Bóng dáng thạch mục hiện ra, hắn nhìn lại về phía sâu bên trong chiến trường này. Bất kể là phía bên thiên đình hay là ba tộc thiên phượng, lúc này mỗi bên đều điều động đại năng thần cảnh đi tới nơi này. Phía bên của ba tộc liên minh lúc này có bốn gã đại năng thần cảnh ở đây mà phía bên thiên đình số lượng đại năng thần cảnh ít hơn một chút chỉ có ba gã bao gồm có ma hồn hóa thân của bì lô tiên tướng còn có hai thần tướng cổ man tộc tuy rằng phía bên thiên đình ít hơn một tên đại năng thần cảnh nhưng thực lực ma hồn hóa thân của bì lô tiên tướng lại cường đại có thể so sánh được với đại năng thần cảnh trung kỳ lúc này toàn thân ma hồn hóa thân của bì lô tiên tướng xuất hiện từng luồng khí đen cực lớn không ngờ hắn cũng thi triển ra cửu tử luân hồi ma công tuy rằng huy năng so sánh ra kém hơn mì lô tiên tướng nhưng lại thêm thanh yêu đau đầu quỷ trong tay hắn một người cũng chặn ba tộc hai đại năng thần cảnh của bảy tên đại năng thần cảnh chém giết lẫn nhau những người thánh giai thiên vị khác cũng liều mạng đọ sức tình hình chiến đấu cực kỳ thảm khốc ánh mắt thạch mục từ phía xa nhìn về phía ma hồn hóa thân thân hình lắc một cái hắn đã bay vào trong chiến trường tới gần trung tâm chiến trường lúc này tình hình chiến đấu lại vô cùng kịch liệt hắn mặc trang phục của chiến tướng thiên đình căn bản không có bao nhiêu người chú ý tới hắn. Lấy thực lực của hắn rất nhanh đã đi tới chỗ trung tâm chiến trường. Trung tâm chiến trường, ma hồn hóa thân đang cùng hai liên minh thần cảnh kịch đấu say xưa. Ánh sáng các màu phân tán bay vụt ra bốn phía, khí lưu giống như pháo liên châu nổ vang, bên trong phạm vi trăm trượng căn bản không có người nào có thể tới gần. Ma hồn hóa thân hét lớn một tiếng, thanh đao màu đen trong tay hắn chém ngang ra. Mảng lớn khí đen từ trong thân đao tuôn ra, Bên trong lờ mờ hình như có vô số dữ tợn ác quỷ, ở trong khí đen nhe nanh múa vuốt, muốn cắn người khác. Cùng lúc đó, trong miệng hắn lẩm bẩm cánh tay vung lên, chín đạo ma khí đều dung nhập trong đao khí màu đen. Một sự thay đổi bất ngờ, ánh sáng màu đen điên cuồng chấp hiện. Ma khí và đao quang dung hợp, ngưng tụ ra thành một con rồng đen cực lớn dài chừng 10 trượng, dương nanh múa vuốt đánh về phía hai người đối diện. Hai tên thần cảnh đối diện, một người trong đó không ngờ chính là triệu chu minh của thiên phượng tộc một người khác là đại hán thần cảnh bàn quy tộc có làn da màu đồng cổ. Trên mặt hai người đều lộ ra thần sắc cực kỳ trang nghiêm. Trong miệng triệu chu minh lẩm bẩm một tay áo vung lên. Hơn 10 thanh phi kiếm hỏa hồng bắn ra, xếp thành hàng ở trước người. Hai tay hắn nhanh chóng bấm pháp quyết, đồng thời một chỉ điểm ra. Hơn 10 thanh phi kiếm phóng ra ánh sáng cường đại, hội tụ lại cùng nhau, hình thành một con dao long khổng lồ màu đỏ lửa, chợt chém ra. Một người khác, Đại Hán bàn quy tộc lật tay lấy ra một thanh lang nha bổng màu xanh lục lớn vô cùng. Cũng không thấy hắn thi pháp như thế nào, trên lang nha bổng lập tức hiện ra vô số đường vân màu xanh lục. Ầm, um, một tiếng động vang lên, hỏa diễm màu xanh lục bốc lên cao mấy chục trượng, đại Hán hét lớn một tiếng. Hỏa diễm màu xanh lục này liền cuồn cuộn bố lên, trong nháy mắt ùn ùn bay ra, hóa thành hỏa diễm cực lớn, theo sát con dao long lửa của Triệu Chu Minh bay ra, va và chạm vào con rồng đen cực lớn của ma hồn phân thân một tiếng nổ long trời lở đất truyền đến ba màu ánh sáng đan vào một chỗ lập tức không ngừng vỡ ra hình thành từng cơn lốc sông thẳng tới chân trời dư âm ầm ầm tản ra về phía bốn phương tám hướng hai bóng người từ trong vòng chiến bị chấn động bay ra ngoài đó chính là triệu chu minh và đại hán bản quy tộc lúc này sắc mặt hai người khó coi linh quang trên người cũng ảm đạm bên khóe miệng có vết máu chảy ra hiển nhiên ở trong trận giao đấu vừa rồi bọn họ bị thua thiệt dư âm tiêu tan, bóng dáng của ma hồn hóa thân hiện ra, sắc mặt có chút tái nhợt. Chín đạo ma khí tỏa ra đã rút nhỏ kích cỡ lại phân nửa. Chỉ có điều nhìn qua so với hai người triệu chu minh vẫn tốt hơn rất nhiều. Hết hy vọng, tinh vực thiên hà nhất định sẽ rơi vào trong tay thiên đình ta. Các người có giấy ruộng như thế nào cũng chỉ là vô dụng. Ma hồn hóa thân cười lạnh một tiếng, nói. Sắc mặt hai người triệu chu minh khó coi vô cùng. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, lại không thể tránh được phải vậy không? Một âm thanh đột nhiên vang lên, hư không phía sau lưng ma hồn hóa thân trước ha hẹn. Một thanh niên nam tử đột nhiên xuất hiện, đó chính là Thạch Mục. Lúc này hắn đã biến trở về tướng mạo sẵn có. Trên người Thạch Mục có ánh sáng màu đỏ tăng mạnh, một tay hắn chém ra, ba lá cờ nhỏ màu đỏ bắn ra, xuất hiện ở trên đỉnh đầu của ma hồn hóa thân, trong nháy mắt tăng lớn lên gấp 10 lần. Đó chính là lá cờ hạo thiên huyền hỏa, ầm ầm, những tiếng nổ lớn vang lên ba lá cờ hạo thiên huyền hỏa phóng ra ánh sáng cường đại hóa thành một mảnh mây lửa màu đỏ cực lớn khí thế hung hăng từ trên trời hạ xuống chụp về phía ma hồn hóa thân sắc mặt của ma hồn hóa thân đại biến hét lớn một tiếng trong nháy mắt chín đạo ma khí trên người hắn chợt lớn lên dung hợp lại với nhau hóa vì một cột khí màu đen lớn vô cùng lao về phía mây lửa đang giữa không trung thạch mục gừ lạnh một tiếng trong miệng lẩm bẩm sau đó điểm ra vô số phù văn màu đỏ bay ra ngưng tụ thành một chùm tia sáng màu đỏ lóe lên dung nhập trong mây lửa mây lửa nhất thời cuồn cuộn một hồi ở vị trí trung tâm hiện ra một vòng xoáy cực lớn phóng ra từng lực hút khủng khiếp cột khí màu đen vừa đụng đến vòng xoáy lập tức liền bị nuốt vào hoàn toàn không phát huy ra một chút tác dụng gì sắc mặt ma hồn hóa thân lại biến đổi chỉ có điều không đợi hắn làm gì thêm mây lửa cực lớn hoàn toàn không ngừng lại nhanh như tia chớp bao phủ xuống nhấn chìm ma hồn hóa thân vào bên trong biến hóa kịch liệt động tác mau lẹ như vậy, khiến hai người triệu chu minh còn chưa kịp phản ứng, mà hồn hóa thân cũng đã bị mây lửa bao trùm vào bên trong. Hai người nghẹn họng nhìn chân chối, ngơ ngác đứng ở nơi đó, dường như biến thành hai gỗ cọc. Nhất là triệu chu minh, hắn nhận ra được thạch mục, người này không lâu trước đó vẫn còn là tu vi thánh giai. Lúc này kẻ địch đáng sợ lật tay chấn áp mình, lại hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Hai vị, lúc này tình hình khẩn cấp, ta cũng không nói tỉ mỉ, ma hồn hóa thân này, ta sẽ đi đối phó. Còn có không gian thông đạo kia, ta cũng sẽ tạm thời phong tỏa nó lại. Các ngươi nhanh chóng đánh bại những người của thiên đình kia, phong ấn thông đạo lại. Thạch mục truyền âm thật nhanh với hai người triệu chu minh một câu, sau đó thân hình lóe lên dung nhập trong mây lửa. ầm ầm ầm, mây lửa màu đỏ lại lớn lên, hóa thành kích thước chừng mấy trăm trượng, sau đó ầm ầm di chuyển ra, giống như một pháo đài khổng lồ, bay về phía thông đạo không gian cách đó không xa. Đại quân thiên đình ở bốn phía xung quanh đều kinh hãi thần tướng hai cổ man tộc còn lại sửng sốt một hồi lúc này mới phản ứng được bọn họ nổi giận gầm lên một tiếng đánh về phía mây lửa cực lớn cản bọn họ lại triệu chu minh hét lớn một tiếng hai người thần cảnh khác của ba tộc liên minh lập tức bắn ra liều mạng ngăn cản hai thần tướng của cổ man tộc mây lửa cực lớn giống như một chiếc thuyền khổng lồ hung hăng lao vào trong đại quân thiên đình nhanh chóng bay về phía thông đạo không gian lúc này đại quân thiên đình đều ý thức được ý định của mây lửa bọn chúng đều liều mạng công kích, chỉ có điều tất cả công kích đều tiến vào trong mây lửa, giống như bị mây lửa cắn nuốt. Trong vòng mấy lần hít thở, mây lửa đã vào tới chỗ thông đạo không gian, không ngờ ngăn chặn nó lại, giống như dòng nước xiết trong đập chắn thành. Đại quân thiên đình ở bên ngoài đang cuồn cuộn không ngừng tiến vào, nhất thời ngừng lại. chương 1245, Thế cục xoay chuyển một Mắt thấy không gian thông đạo dưới vòng xoáy Hoàng Vân bị ngăn chặn, đám người triệu chu minh nhất thời vui mừng quá đỗi sĩ khí của đại quân ba tộc cũng tăng mạnh lấy hai đại năng thần cảnh triệu chu minh đại hán bản quy tộc là tiên phong người của ba tộc giống như một thanh đao nhọn trực tiếp sát nhập vào đại quân thiên đình có chút hỗn loạn triệu giận mắt thấy nam cung cảnh phất tay đánh ra một đạo băng phách thần quang ngăn cản một đạo hỏa diễm của mình công kích sau đó xoay người bay về phía bên dưới triệu giận hét lớn một tiếng dừng lại hoàng cực hỏa vũ phiến trong tay hắn phóng ra ánh sáng cường đại mảng lớn hỏa diễm xích kim bắn ra ngưng tụ thành ảo ảnh một con hỏa phượng kích thước chừng mấy chục trượng bắn ra chấp hiện tiến vào bên trong hư không sau một khắc hư không trước người nam cung cảnh tách ra một khe nứt không gian ảo ảnh con hỏa phượng kia từ trong đó bay bắn ra chắn trước người nam cung cảnh ngăn hắn lại cuồng vọng lục quỳ trung và địch ngạn cũng giận dữ đồng thời tăng cường thế tấn công bì lô tiên tướng gào to một tiếng hai tay bấm quyết bỗng nhiên há miệng phun ra vô số những phủ văn màu đen vòng tròn ảo ảnh phía sau lưng hắn đồng thời bắn ra nhanh chóng lớn lên gấp mấy lần hóa thành kích thước chừng hai ba mươi trượng giữa không trung những phù văn màu đen nhất thời giống như hạt mưa rơi xuống dung nhập trong vòng tròn ảo ảnh ầm 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 vòng tròn ảo ảnh chợt khuếch chương triển khai hóa vì một khu vực vòng tròn màu đen hình dạng lập thể nhanh như tia chấp hạ xuống bao phủ mọi người ở đây vào bên trong đám người lục quỳ chung bị một khu vực màu đen bao phủ lập tức cảm giác được lực lượng không hiểu tác dụng ở trên người khiến thân thể bọn họ muốn nhúc nhích một chút cũng trở nên khó khăn đặc biệt. Đồng thời chân khí trong cơ thể cũng không thể vận dụng tới được. Đây là lĩnh vực gần như hoàn chỉnh. Ngươi, làm sao có thể, lục quỳ chung và địch ngạn thân là tộc trưởng ba tộc tinh vực thiên hà, đều là hạng người kiến thức rộng rãi, lập tức nhận ra khu vực màu đen này. Nhanh đi đi, bị lô tiên tướng quay đầu nhìn nam cung cảnh khẽ quát một tiếng, thần sắc cực kỳ nghiêm trọng. Hai tay hắn liên tục đánh ra pháp quyết, cánh tay mơ hồ có chút run rẩy Hiển nhiên đối với hắn mà nói, thi triển lĩnh vực này cũng có phần quá sức. Tuy rằng nam cung cảnh ở trong lĩnh vực, nhưng lại không bị lực lĩnh vực áp chế. Hắn gật đầu, thân thể bắn ra, lao về phía thông đạo. Ma hồn hóa thân bì lô bị mây lửa cắn nuốt, thấy trước mắt chợt hoa lên, bản thân xuất hiện ở trong một không gian màu đỏ. Ầm ầm ầm, trong không gian màu đỏ hiện ra mảng lớn Hạo Thiên Thánh diễm màu vàng nhạt. Toàn bộ không gian trong nháy mắt hóa thành một mảnh biển lửa màu vàng nhạt vô số hỏa diễm vọt về phía ma hồn hóa thân. Đây là thần thông thượng cổ, hạo thiên thánh diễm. Ma hồn hóa thân bì lô vô cùng kinh ngạc, chỉ có điều hắn cũng không hoảng hốt lo sợ, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay vung vẩy. Vô số khí đen từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hình thành một quả cầu đen khổng lồ với kích thước chừng mười mấy trượng, bao phủ thân thể hắn ở bên trong. Quả cầu đen vừa thành hình, hạo thiên thánh diễm xung quanh liền bay tới, không ngừng phát ra trùng kích lên quả cầu đen. Suy suy suy, khí đen kia là ma khí, vừa đụng đến hạo thiên thánh diễm loại hỏa diễm thuần dương, lập tức xung hòa nhẹ nhàng tung bay ra. Trong nháy mắt toàn bộ quả cầu đen trở nên nghìn lở trăm lỗ, nhanh chóng thu nhỏ lại. Chỉ có điều theo quả cầu đen thu nhỏ lại, càng hướng vào bên trong, khí đen liền càng thêm nồng đậm. Lấy uy lực của hạo thiên thánh diễm, cũng không có cách nào lại dễ dàng khiến cho nó bốc hơi lên giống như lúc trước. Quả cầu đen thu nhỏ lại đến kích thước chỉ còn một phần ba so với ban đầu, khí đen đã nồng đậm như mực bất kể hạo thiên thánh diễm trùng kích như thế nào cũng không chút sứt mẻ vào thời khắc này chợt có bóng người chấp hiện bóng dáng thạch mục xuất hiện ở trong không gian màu đỏ khi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này đầu tiên hắn cả kinh trong miệng tự lẩm bẩm không hổ danh là ma hồn hóa thân tu luyện cử tử luân hồi ma công chính hắn tu luyện thân ngoại hóa thân tất nhiên liếc mắt liền nhìn thấu hỏa hầu của ma hồn hóa thân chỉ có điều chỉ bằng vào chút thủ đoạn này liền muốn đối kháng đại trận huyền hỏa vẫn quá non hai tay thạch mục phung vẩy, trong miệng lẩm bẩm, toàn bộ không gian huyền hỏa hạo thiên thánh hỏa cuồn cuộn, tập trung về phía một chỗ, trong chớp mắt hóa thành một con dao long kỳ quái khổng lồ dài chừng 10 trượng, màu vàng nhạt, tản ra hơi thở nóng bỏng đáng sợ. Con dao long lửa vừa thành hình, một chân trước cực lớn lập tức bỗng nhiên chụp xuống, nắm quả cầu khí đen kia vào móng trong, bỗng nhiên nắm chặt. Chương 1246, thế cục xoay chuyển hai. Sang rác, trên quả cầu màu đen hiện ra từng vết rạn, lập tức vỡ ra, hóa thành mảng lớn khí đen nhẹ nhàng tung bay ra. Thân thể của ma hồn hóa thân lảo đảo hiện ra, bị con dao long lửa chộp ở trong tay. Ma hồn hóa thân phát ra tiếng gầm rú hoảng sợ, ra sức dẫy ruộng. Thanh đao đen trong tay hắn điên cuồng chém về phía móng lớn của con dao long lửa. Móng của con dao long lửa vang lên những tiếng ong ong, mặt ngoài hiện ra vô số phù văn màu đỏ. Thanh đao đen liền bị bắn ra hoàn toàn không có chút hiệu quả. Chết đi, trong mắt thạch mục lóe lên sự tàn khốc hắn phát tay đánh ra một đạo pháp quyết, con dao long lửa hít một hơi thật sâu, há miệng phun ra một hỏa diễm màu vàng nhạt trí thuần trí tịnh nhấn chìm ma hồn hóa thân vào bên tòng. từng tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong hỏa diễm phát ra chỉ có điều lập tức biến mất. hỏa diễm bắt đầu tiêu tan ra. thạch mục mơ hồ nhìn thấy trong móng của con dao long lửa không ngờ mơ hồ còn có thứ gì lưu lại. hắn lập tức tập trung tinh thần đề phòng, chuẩn bị lại dành cho một đòn sấm sét. sau một khắc, thạch mục lại ngẩn ra, thần sắc chấn tĩnh lại thu hồi thần sắc đề phòng chỉ thấy sau khi hỏa diễm tan hết trong móng của con dao long lửa cầm lấy một bộ xương màu đen tinh khiết phía trên đầy phú văn màu đen tản ra ma khí cực kỳ nồng đậm mạnh mẽ chỉ có điều nó đã không có bất kỳ ý thức nào ở trong hỏa diễm vừa rồi công kích thần hồn bên trong đã hoàn toàn tiêu tan đây là thạch mục nhìn bộ xương màu đen trong đầu hiện ra hài cốt hồng lệ ma tôn trước đây bộ xương trước mắt này hiển nhiên cũng giống như vậy là di hài một ma tôn bị tiên tướng bên ngoài kia nhận được luyện chế thành thân ngoại hóa thân vào thời khắc này trên người hắn lóe lên ánh sáng màu đen thân ngoại hóa thân hiện ra ánh mắt vô cùng tham lam nhìn chằm chằm vào bộ xương màu đen này trong lòng thạch mục thoáng động thân ngoại hóa thân ở trong giếng hoang nguyệt cổ thực lực đã đạt được thánh giai đỉnh phong đáng tiếc không có cơ hội đột phá thần cảnh có thể đây là một cơ hội hắn phất tay đánh ra một đạo pháp quyết thân thể con dao long lửa ầm ầm hóa thành vô số hỏa diễm Bộ xương màu đen bay về phía thân ngoại hóa thân, thân ngoại hóa thân phát ra một tiếng hoan hô, trên người có ánh sáng đại thịnh. Thân thể và bộ xương màu đen dính sát vào cùng nhau, sau đó chậm rãi dung hợp lại với nhau. Khí tức thân ngoại hóa thân tản ra bỗng nhiên tăng mạnh, mơ hồ có xu thế đột phá thần cảnh, hơn nữa khí tức còn đang tăng cao. Thạch mục mừng rỡ, chỉ có điều lúc này tình thế bên ngoài đang rất nguy hiểm. Hắn không thể chậm rãi chờ thân ngoại hóa thân đột phá, hắn phất tay thu cả thân ngoại hóa thân và bộ xương màu đen vào trên người một túi linh thú thân hình thoáng động bay về phía không gian huyền hỏa ở ngoài sau khi thu ma hồn hóa thân vào không gian huyền hỏa đến khi giết chết hắn quá trình nhìn như phức tạp nhưng thật ra thời gian cũng không quá mười mấy lần hít thở thạch mục bay ra khỏi không gian huyền hỏa đang muốn nhìn tình hình chiến đấu xung quanh chợt một ánh sáng trắng đáng sợ từ trên trời hạ xuống đánh thẳng đến không ngờ chính là một đạo băng phách hàn quang bóng người nam cung cảnh từ giữa không trung lao thẳng tới là ngươi khi nam cung cảnh thấy rõ diện mạo của thạch mục nhất thời cả kinh nam cung tiên tướng đã lâu không gặp thạch mục cười dài một tiếng ha ha một tay phất lên một đạo hỏa diễm màu vàng nhạt từ lòng bàn tay bay ra hóa thành một đạo cầu vồng hỏa diễm màu vàng nhạt va chạm với băng phách thần quang ầm 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 một tiếng động rất lớn vang lên hai đạo thần thông thượng cổ va chạm vào nhau hư không hoàn toàn nát hóa thành rất viên nhỏ hai đạo thần thông đều lóe lên song song tiêu tan ra sắc mặt nam cung cảnh cả kinh thân hình dừng lại cách đây không lâu hắn và thạch mục đã giao đấu qua thực lực đối phương tuy rằng mạnh mẽ nhưng vẫn chưa khiến cho hắn kiêng kỵ lúc đầu sở dĩ hắn rút đi cũng bởi vì hắn chỉ có một mình không có cách nào đối đầu với một liên minh của đối phương nhưng thời khắc này không ngờ thạch mục cho hắn một loại cảm giác cao thâm khó lường không ngờ phất tay một cái đã đánh tan một đạo băng phách thần quang của hắn khoảng thời gian này không gặp, không nghĩ tới thực lực các hạ lại có tiến bộ lớn. Bội phục, Nam Cung Cảnh chậm rãi mở miệng, Nam Cung tiên tướng quá khen, Thạch Mục cười một tiếng ha ha, khóe mắt liếc nhìn ra xung quanh. Lúc này đại quân thiên đình ở gần thông đạo đã đại loạn, bị đám người triệu chu minh dẫn đầu người của ba tộc ép cho không ngừng lui về phía sau. Mắt thấy, quyền khống chế thông đạo rất nhanh liền rơi vào trong tay của ba tộc. Trường 1247, tái chiến với tiên tướng 1 ánh mắt thạch mục nhanh chóng đảo qua mọi nơi, thấy tình thế chiến trường dần dần ổn định, trong lòng không khỏi thầm vui vẻ. Nhưng vào lúc này, thân hình nam cung cảnh trở nên hung bạo, thoáng mơ hồ. Trong nháy mắt toàn thân hắn lập tức biến mất, sau một khắc, hắn giống như thuấn gì vậy xuất hiện ở bên cạnh người thạch mục. Vào thời khắc thạch mục thoáng phân tâm, hắn nhân cơ hội một ngón tay nhanh chóng điểm ra. Nhưng thấy hai mắt nam cung cảnh chấp hiện ánh sáng lạnh lẽo, đầu ngón tay có ánh sáng trắng trói mắt nhất thời sáng lên, xuất hiện thêm một bộ pháp bảo chỉ sáu màu trắng. Phía trên có vô số phù văn màu trắng đang không ngừng nhảy nhót, tản ra từng khí tức kinh tâm khiếp phách. Ngón tay hắn thoáng mơ hồ, suy suy suy, có tiếng nổ lớn vang lên. Hơn trăm đạo bóng ngón tay màu trắng nhỏ như mưa bụi từ trong không trung hiện ra, giống như gió mạnh mưa rào bay về phía thạch mục. Thạch mục chỉ cảm thấy không gian xung quanh trở nên căng thẳng, một uy áp vô hình chợt sinh ra. Nhưng mà hắn gặp nguy không loạn, trong cơ thể vận chuyển công pháp chống đỡ linh áp phía sau đột nhiên sinh ra hai cánh đen trắng thân hình nhanh chóng lui về phía sau những bóng ngón tay màu trắng kia không ngờ đều do băng phách thần quang ngưng tụ thành chỉ có điều cho dù ngưng luyện hơn nhiều so với băng phách thần quang không ngờ là một môn võ kỹ được khống chế thần diệu vô cùng bóng ngón tay đi qua nơi nào hư không nơi đó dường như bị vô số cây kéo đồng thời rạch ra vết cắt tinh mịn như tơ tốc độ còn nhanh tới mức kinh người bất kể thạch mục quay lại thân hình né tránh như thế nào hơn trăm bóng ngón tay thoáng nhìn giống như mười mấy con hổ điệp theo sát như bóng với hình nhìn như mất trật tự nhưng bản thân nó lại có quỹ tích huyền diệu mỗi khi thạch mục nguy hiểm tránh thoát được đều kinh sợ thốt ra một tiếng mồ hôi lạnh đổ ra sau khi né tránh không có kết quả thạch mục thu hai cánh đen trắng ở phía sau lưng lại đứng ở tại chỗ thân thể xoay tròn vô số hạo thiên thánh diễm từ trên người hắn hiện ra ngưng tụ thành một bức tường lửa ngăn cản ở trước người suy 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 hơn trăm bóng ngón tay điểm ở trên bức tường lửa chỉ thoáng dừng lại một chút liền trực tiếp xuyên thủng bức tường lửa tiếp tục bay về phía thạch mục thạch mục thấy vậy đồng tử co lại vừa lần đầu tiên giao đấu hạo thiên thánh diễm của hắn rõ ràng có uy lực tương đương với băng phách thần quang lần này hắn lấy hạo thiên thánh diễm ngưng tụ thành bức tường lửa không ngờ không chịu nổi một đòn chỉ có điều bức tường lửa cũng tranh thủ cho hắn một chút thời gian để kịp phản ứng thân thể thạch mục bắn ngược ra lại kéo dài một chút khoảng cách cùng những cái bóng ngón tay này. Trong cơ thể công pháp vận chuyển tới cực hạn, hai tay hắn chợt hiện ra mảng lớn Hạo Thiên Thánh Diễm, tản ra ánh lửa vàng nhạt chói mắt. Trong ánh lửa, vô số phù văn màu đỏ lượn lờ vòng quanh, mơ hồ tản ra một tia lực pháp tắc. Hắn hét lớn một tiếng, hai tay chợt mơ hồ, liên hoàn đan sen đánh ra. Tiếng xé gió đột ngột phát ra, sau một khắc, hơn 10 quyền ảnh màu vàng nhạt bắn ra, ầm ầm va chạm vào những bóng ngón tay màu trắng này liên tiếp những tiếng nổ kinh thiên vang lên, quyền ảnh bóng ngón tay va chạm vào nhau, kích phát ra từng đốm sáng chói mắt, song song tiêu tan, dẫn tới hư không chấn động mãnh liệt, không có cách nào nhìn rõ mọi vật. Nhưng ngay sau đó, thân sắc thạch mục lại ngẩn ra. Sau khi nam cung cảnh đánh ra một chỉ, ép hắn lui về phía sau, cũng không tiếp tục tấn công, trái lại quay người, giống như bay về phía mây lửa bên dưới. Mục đích của hắn hóa ra không phải đấu cùng thạch mục, mà là phá hủy mây lửa, lại mở ra thông đạo không gian, để cho đại quân thiên đình tiến vào. Nhưng thấy lúc này toàn thân hắn có ánh sáng trắng cường đại phóng ra, hàn khí ngập trời lượn lờ. Vô số băng hoa màu trắng lượn vòng ở toàn thân hắn. Ngay sau đó, hắn điểm ra một chỉ, vô số băng hoa nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đóa băng hoa màu trắng cực lớn kích thước chừng mấy chục trượng, được hai tay hắn giả nâng lên. Chỗ trung tâm đóa hoa có ánh sáng trắng chói mắt điên cuồng lóe lên, hiển nhiên cực không ổn định, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bạo phát ra. Thạch Mục cảm nhận được trong băng hoa cực lớn ẩn chứa hàn khí khủng khiếp, sắc mặt thoáng đổi, thân thể bay đi. Đừng hòng mơ tưởng thực hiện được, hắn hét lớn một tiếng, một tay vừa nhấc lên, năm ngón tay nắm chặt hư không, một đạo hạo thiên thánh diễm cuộn trào mãnh liệt bay ra, lóe lên hóa thành một trường mâu hỏa diễm. Theo cánh tay Thạch Mục chợt ném về phía trước một cái, trường mâu hỏa diễm giống như một ngôi sao rơi, bắn ra, lao về phía sau lưng Nam Cung Cảnh. Trên mặt Nam Cung Cảnh lộ ra vẻ tươi cười đắc ý thân hình hắn lắc một cái, cả người nhúm máu đảo bay vào trong mây lửa cực lớn. Trường mâu hỏa diễm gần như lướt qua thân hình hắn, rơi vào khoảng không. Tiếng xé gió chuyển đến, trong nháy mắt thân thể thạch mục cũng đuổi tới, lóe lên tiến vào trong mây lửa cực lớn. Hắn mới vừa tiến vào không gian huyền hỏa, chưa thấy rõ cái gì, một tiếng nổ khủng khiếp chợt truyền đến. Ngay sau đó một ánh sáng trắng cực kỳ chói mắt bỗng nhiên bạo phát, trong nháy mắt lan ra tất cả toàn bộ không gian. Ánh sáng trắng đi qua nơi nào, không gian vặn vẹo run rẩy kịch liệt dường như muốn vỡ vụn ra sắc mặt thạch mục đại biến hai mắt hắn có ánh sáng màu vàng cường đại phóng ra đồng thời hai tay lập tức bắn ra từng pháp quyết chỗ sát biên giới không gian huyền hỏa đột nhiên xuất hiện vô số hỏa diễm màu vàng nhạt hình thành một chiếc lồng hỏa diễm ngăn chặn ánh sáng trắng đang đột ngột nổ tung không cho nó bạo phát ra hạo thiên thánh diễm và ánh sáng trắng va chạm vào nhau trung hòa phát ra âm thanh suy suy vô số ánh sáng trắng vặn vẹo kịch liệt phồng lớn dần dần chiếm thế thượng phong bên trong không gian hạo thiên thánh diễm nhanh chóng giảm bớt toàn bộ không gian huyền hỏa run lẩy bẩy hình như sau một khắc sẽ liền muốn vỡ nát lên thạch mục hét lớn một tiếng hai tay hợp lại lập tức bỗng nhiên tách ra gọi lòng bàn tay hắn bắn ra hai cột lửa hạo thiên thánh diễm lớn bên trong vô số phù văn màu đỏ lóe lên rót vào trong không gian huyền hỏa nơi đó mơ hồ có thể thấy cái bóng của ba chiếc lá cờ lớn màu đỏ Nhận được thạch mục tương trợ, hảo thiên thánh diễm bên trong không gian nhất thời đại thịnh. Trong hỏa diễm hiện ra vô số phù văn màu đỏ, lại trở nên bền vững kiên cố, không ngờ chặn lại ánh sáng trắng trùng kích, áp chế nó xuống. Không gian run rẩy kịch liệt cũng theo đó lập tức trở lại bình thường. chương 1248, tái chiến với tiên tướng 2. Nhưng mà thạch mục còn chưa kịp thở vào một cái, bên cạnh thân có một bóng người nhanh như tia chớp bay đến. Đó chính là Nam Cung Cảnh, nhưng thấy trong mắt hắn lóe lên vẻ dữ tợn đầu ngón tay của hắn có ánh sáng trắng nhất thời sáng lên một chỉ điểm ra suy 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 giống như vừa rồi hơn trăm bóng ngón tay màu trắng bắn ra lấy thế xét đánh lao về phía thân thể thạch mục lúc này không gian huyền hỏa còn chưa thể hoàn toàn ổn định thạch mục không có cách nào rút hai tay về hơn nữa lần này khoảng cách hai bên quá gần mặc dù muốn né tránh cũng đành chịu thua dưới tình thế nguy cấp hắn mặc dù kinh sợ nhưng không loạn tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển dù sao nơi này không giống với bên ngoài là ở trong không gian huyền hỏa tâm niệm hắn thoáng động không gian quanh người lập tức vặn vẹo biến hình một lực không gian cực lớn cuốn lấy hơn trăm bóng ngón tay trong phút chốc hơn trăm bóng ngón tay giống như lá rụng trong gió to thổi đều lệch khỏi quỹ đạo ban đầu bay lướt qua thân thể thạch mục thân hình nam cung cảnh đang bay tới cũng lập tức chậm lại hắn cũng bị một lực không gian cực lớn bọc quanh tốc độ nhất thời chậm lại vài phần hừ trong mắt thạch mục chấp hiện ánh sáng lạnh lẽo, tâm niệm hắn thoáng động, hai hạo thiên thánh diễm lớn từ không gian sát biên giới bay vụt đến, hóa thành hai thanh kiếm hỏa diễm lớn, đan sen chém về phía thân thể nam cung cảnh. Sắc mặt nam cung cảnh trầm xuống, hắn không có ý định công kích thạch mục, thân hình lập tức dừng lại. Lúc này né tránh đã không kịp nữa, lực không gian xung quanh áp chế hành động của hắn, hắn chỉ có thể hét lớn một tiếng, phất tay đánh ra hai băng phách thần quang lớn, ngưng tụ thành hai thanh đao hàn băng, chặn lại kiếm lớn hỏa diễm. Ầm ầm, đao kiếm va và chạm vào nhau, cả hai cùng vỡ vụn ra. Thạch Mục Nhân cơ hội hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng. Lòng bàn tay hắn có ánh lửa lóe lên, lại một lần nữa phun ra hai hạo thiên thánh diễm lớn bằng thùng nước, dung nhập không gian huyền hỏa. Không gian cuối cùng hoàn toàn ổn định lại, hạo thiên thánh diễm cuồn cuộn kích động, tất cả ánh sáng trắng đều bị bị xua tan, thạch mục buông hai tay xuống, sắc mặt lại không có bao nhiêu vui mừng. Trái lại ánh mắt hắn có chút trầm trọng, duy trì đại trận huyền hỏa này cần tiêu hao Hạo Thiên Thánh Diễm rất lớn. Hôm nay hắn luân phiên phát động đại trận diệt địch, vừa rồi thi pháp một phen, Hạo Thiên Thánh Diễm trong cơ thể hắn lúc này gần như tiêu hao không còn. Không có Hạo Thiên Thánh Diễm, đại trận huyền hỏa có thể phát động được hay không cũng là vấn đề, càng không cần nói tới chuyện phát huy ra uy lực căn bản. Thì ra là thế, không gian này không phải đơn thuần dựa vào bí thuật hình thành, mà là có pháp bảo trợ giúp thảo nào có thể chịu được bí thuật băng hoa của ta. Ba lá cờ lớn màu đỏ vừa nãy đều là linh bảo, thật ra hiếm thấy. Chỉ có điều muốn phát động đại trận này, cần một hỏa diễm màu vàng nhạt vừa nãy. Nếu ta không nhìn nhầm, hỏa diễm màu vàng nhạt này chắc là thần thông thượng cổ, hạo thiên thánh diễm. Không biết bên trong cơ thể ngươi còn có bao nhiêu lực thánh diễm có thể sử dụng. Nam cung cảnh mở miệng nói, thân sắc cười mà như không cười. Trong lòng thạch mục có chút lo lắng không ngờ ánh mắt nam cung cảnh lại nhạy bén như vậy. Chỉ liếc mắt liền khám phá cảnh túng quẫn của hắn, ý niệm trong đầu hắn nhanh chóng xoay ngược, sốt ruột suy nghĩ đối sách. Vào thời khắc này, biến đổi khác thường chợt nổi lên. Phù văn đỉnh nhỏ đỏ đậm trong cơ thể thạch mục chợt chấn động. Sau một khắc lực hỏa cửu chuyển huyền công từ trong đó tuôn ra, dung nhập vào hạo thiên thánh diễm vốn không còn sót lại bao nhiêu trong cơ thể hắn. Hạo thiên thánh diễm nhất thời nhanh chóng tràn đầy, chỉ trong mấy hơi thở, liền đạt tới trạng thái đỉnh phong nhất. Chỉ có điều so sánh ra, lực hỏa cửu chuyển huyền công lại giảm bớt hơn phân nửa. Trong lòng Thạch Mục thầm mừng rỡ, hóa ra lực hỏa cửu chuyển huyền công còn có hiệu lực và tác dụng thần kỳ như vậy. Nơi này là không gian của ta, các hạ vẫn nên lo lắng cho mình một chút đi, nếu đã tiến đến, vậy cũng không cần nghĩ tới chuyện đi ra nữa. Trong lòng Thạch Mục đã bình tĩnh lại, hắn cười lạnh một tiếng, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay bấm quyết. Không gian huyền hỏa nhất thời phát ra ánh sáng cuồn cuộn vô số hạo thiên thánh diễm hiện ra, rậm rạp gần như chiếm hết toàn bộ không gian huyền hỏa. Mí mắt nam cung cảnh thoáng động, hắn cảm thấy không thể tin nhìn những hạo thiên thánh diễm ở xung quanh. Hắn tuyệt đối không tin rằng mắt của mình đã nhìn nhầm. Vừa rồi hạo thiên thánh diễm trong cơ thể thạch mục tuyệt đối đã cạn tới đáy, làm sao có thể đột nhiên lại long tinh hổ mãnh như vậy. Trong miệng thạch mục lầm bẩm trong tay bấm động pháp quyết. Xung quanh hạo thiên thánh diễm dung chuyển một hồi, thình lình hóa thành vô số sợi ánh sáng màu vàng nhạt, rậm rạp không biết bao nhiêu. Hắn phất tay phát ra một đạo pháp quyết, vô số sợi ánh sáng lập tức bắn ra, đánh về phía nam cung cảnh. Sắc mặt nam cung cảnh nghiêm trọng, khẽ quát một tiếng. Toàn thân hắn có ánh sáng trắng nhất thời tăng mạnh, hàn khí giống như hình xoáy ốc cuốn theo tất cả. Một tầng băng tinh màu trắng dày hiện ra, ở quanh người hắn, hình thành một quả cầu băng màu trắng. Chính là bí thuật quả cầu băng ngày ấy hắn đã từng thi triển ra ở di thiên cự viên tộc, chỉ có điều thời khắc này quả cầu băng đã dày hơn so với lúc trước gấp mấy lần. Hơn nữa trên quả cầu băng hiện ra từng phù văn huyền diệu, tản ra khí thức pháp tác mãnh liệt. Vô số sợi ánh sáng hung hăng đâm vào trên quả cầu băng, phát ra những tiếng bụp bụp giống như tiếng mưa đánh vào tàu lá chuối. Quả cầu băng chấn động ong ong, phía mặt ngoài bị đánh, tạo ra vô số lỗ sâu. Chỉ có điều nó lại không bị đánh nát, thạch mục tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này. Hắn nhíu mày, lập tức hừ lạnh một tiếng, hai tay lại bấm quyết. Bên trong không gian, vô số hạo thiên thánh diễm lại dung chuyển, giống như sóng biển dâng lên cuồn cuộn. Hiển nhiên nó đang nuôi dưỡng sóng công kích tiếp theo. Trong quả cầu băng, ánh mắt nam cung cảnh không ngừng biến đổi. Băng phách thần quang trong cơ thể hắn cũng còn dư lại không nhiều lắm. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng thật sự có khả năng sẽ bị thua bởi không gian này. chương 1249, uy lực va chạm một. Ánh mắt nam cung cảnh chấp hiện, hắn chợt cắn răng một cái, một tay nhẹ nhàng giơ lên một điểm ánh sáng trắng lóe lên, chỉ thấy trước người hắn có ánh sáng trắng lóe lên, một viên chân châu lớn chừng ngón cái với màu trắng tinh thuần hiện ra, thoạt nhìn nhỏ nhắn tinh xảo. Chỉ có điều nó lại tản ra từng trận hàn khí ngập trời. Cho dù là bản thân nam cung cảnh, thân thể cũng không tránh khỏi phải dùng mình một cái. Nếu như cẩn thận nhìn, mơ hồ có thể thấy trong viên chân châu này có một thứ gì đó, giống như là phù văn nào đó, tản ra ánh sáng mở nhạt mông lung. Chỉ có điều nhìn không được rõ lắm. Nam cung cảnh cắn đầu lưỡi, há miệng phun ra một ngụm tinh huyết. Theo đó, trong tay hắn bấm động pháp quyết, hóa thành một phù văn huyết sắc, lóe lên trôi qua dung nhập trong viên chân châu màu trắng. Phù văn huyết sắc nhanh chóng bị viên chân châu hút thu vào, không có để lại một chút vết tích nào. Mười ngón bay hắn nhanh chóng chuyển động, đánh ra từng pháp quyết, thần sắc cực kỳ nghiêm nghị. Viên chân châu màu trắng bắt đầu tản ra ánh sáng trắng mờ nhạt, phát ra những âm thanh ông ông, lơ lửng, bay đến nơi mi tâm của Nam cung cảnh ánh sáng lóe lên, viên chân châu màu trắng thình lình trực tiếp dung nhập mi tâm nam cung cảnh, biến mất. ầm, um, một khí tức khó hiểu trở từ trên người nam cung cảnh tản ra. Quả cầu băng quanh thân hắn bỗng nhiên chấn động, lập tức hiện ra vô số vết giạt, sau đó ẩm ẩm vỡ nát, hóa thành từng bông tuyết, biến mất. Thạch mục thấy vậy, thoáng ngẩn người ra, hắn đang muốn nghĩ cách phá tan quả cầu băng này, không nghĩ tới quả cầu băng không ngờ tự mình biến mất. Tâm niệm hắn thoáng động, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết trong không gian hạo thiên thánh diễm niên cuồng phun ra sau một khắc tia lửa đan xen khắp bầu trời ngừng tụ ra vô số mũi tên hỏa diễm đi hắn điểm ra một chỉ mũi tên hỏa diễm đầy trời bỗng nhiên chấn động giống như hạt mưa bắn về phía nam cung cảnh phát ra tiếng rít phá không chói tai đại trận huyền hỏa huyền diệu vô cùng có thể diễn biến hóa thành đủ loại thủ đoạn công kích thi triển công kích đối với đối thủ bị nhốt trong đó thạch mục từ trước đến nay cũng chưa từng nắm giữ cũng không thể hoàn toàn hiểu thấu đáo lúc này thần sắc nam cung cảnh có chút cổ quái hai mắt nhắm nghiền dường như đối với mũi tên hỏa diễm bay vụt xuống lại hoàn toàn không để ý tới hai tay hắn vẫn duy trì một thủ ấn nhìn như có chút cổ quái toàn thân chợt phóng ra ánh sáng trắng trong suốt trùng thiên một khí lệnh kỳ lạ bạo phát vượt xa so với băng phách thần quang vừa rồi trong lúc bất chợt trong miệng nam cung cảnh phun ra một câu chú ngữ cổ xưa thân thể chuyển động quay tròn một cái tất cả ánh sáng trắng đều theo thân thể hắn xoay tròn nội liếm sau một khắc hình thành một khu vực mù xương kích thước chừng mấy chục trượng, bên trong mơ hồ có thể thấy vô số phù văn màu trắng lóe lên, giống như vô số hoa tuyết bay lượn. Trong lòng thạch mục cả kinh, thân thể lắc một cái, vô cùng nhanh chóng bắn ngược trở ra, nguy hiểm tránh ra khỏi khu vực màu trắng bao phủ. Ngay sau đó, vô số mũi tên hỏa diễm bay vụt xuống. Chỉ có điều vừa bay vào khu vực màu trắng xung quanh người nam cung cảnh, giống như bắn chung một bức tường mềm, lập tức ngừng lại. Khu vực màu trắng có ánh sáng trắng lưu truyền một hồi. Những mũi tên hỏa diễm này lập tức đột một nổ tung ra, hóa thành vô số tàn diễm tự mình tiêu tan. Sắc mặt Thạch Mục biến đổi. Tuy rằng khu vực màu trắng này ở hắn bên trong không gian huyền hỏa, nhưng dường như ở một thời không khác. Lực không gian của không gian huyền hỏa căn bản không có cách nào phát sinh tác dụng đối với nó. Vừa đụng đến đối phương, lập tức tự mình tách ra. Lĩnh vực Thạch Mục nghĩ tới điều gì, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Trừ điều đó ra, trong lòng hắn cũng hiện ra một chút nghi ngờ. Nam Cung Cảnh nắm giữ thực lực như vậy, lúc đầu ở Di Thiên Cự Viên tộc, vì sao đối phương không thi triển ra? Nam Cung Cảnh mở mắt, đồng tử mơ hồ có chút trắng bệch, khiến người ta có một loại cảm giác quỷ dị lạnh như băng. Ánh mắt thạch mục vừa đối diện với hắn, trong lòng không khỏi có chút hồi hộp. Đồng tử này tản ra ánh sáng trắng quỷ dị, cho hắn một loại cảm giác khác thường. Giống như là đôi mắt không biết thuộc về ai khác xuyên qua nam cung cảnh đang ngó nhìn hắn ánh mắt thạch mục lóe lên khẽ quát một tiếng hai tay nắm hờ mảng lớn ánh sáng màu vàng sáng trói từ trong tay hắn bạo phát trong ánh sáng màu vàng truyền ra tiếng rít kinh thiên chói tai hiện ra một đoạn vỏ côn màu vàng dài tới gần năm thước một tay thạch mục cầm vỏ côn một tay kia vừa kéo ra một cây trường côn màu vàng từ trong vỏ côn xuất hiện ở trong tay hắn từng sóng gợn màu vàng từ trên trường côn lan ra khiến cho không gian xung quanh cũng có chút chấn động đó chính là phiên thiên côn từ sau khi hắn tiến dài thần cảnh phiên thiên côn đã không lại giống như trước kia khó có thể khống chế sau một kích liền tiêu hao hết chân khí của hắn nữa hiện tại hắn có thể tùy ý triệu hồi ra phiên thiên côn dùng cho chiến đấu thạch mục nắm phiên thiên côn trong tay trong lòng lúc này mới yên ổn vài phần chỉ có điều khiến cho hắn kinh ngạc chính là nam cung cảnh chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái ánh mắt liền rời đi quay đầu nhìn về phía không gian huyền hỏa xung quanh trong miệng hắn lẩm bẩm lĩnh vực màu trắng cuồn cuộn một hồi. Chỉ nghe vèo một tiếng, từ bên trong lộ ra bốn bàn tay to màu trắng kích thước bằng một cái cối xay. Bàn tay to màu trắng nhìn như có chút vụng về, nhưng động tác lại đặc biệt linh mẫn, nhanh như tia chớp bắn ra, thoáng một chút đã bay đến sát biên giới không gian huyền hỏa. Năm ngón tay như điện chộp xuống một cái, hung hăng đâm vào bức tường không gian ngăn cản, nắm chắc lấy nó. Nam cung cảnh khẽ quát một tiếng, thân thể lại xoay tròn xung quanh lĩnh vực màu trắng quanh thân hắn cũng xoay tròn theo, bốn bàn tay to màu trắng bỗng nhiên xé ra, sắc mặt thạch mục đại biến, nam cung cảnh này hành động liên tiếp nhanh như tia chớp, hắn căn bản không kịp ngăn cản. Không gian huyền hỏa giống như một cái khăn lau vặn vẹo biến hình, kiên trì không được một hít thở, chợt vỡ nát ra. Thạch mục chỉ cảm thấy khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, thân thể chấn động mạnh. Toàn thân bị chấn động bay ra ngoài, mở miệng phun ra một búng máu nhỏ. Mây lửa cực lớn ầm ầm vỡ nát, hóa thành vô số hỏa diễm về đột ngột nổ tung bay phía bốn phương tám hướng. Thông đạo không gian lại mở ra, ba lá cờ hạo thiên huyền hỏa từ trong mây lửa vỡ nát hiện ra, quay tròn ở giữa không chung một cái, rồi bay về phía thạch mục. chương 1250, uy lực pha chạm 2. Thạch mục lật tay thu hồi ba lá cờ huyền hỏa, trên người hắn ánh sáng màu đỏ lóe lên, thân thể hắn lập tức ổn định, sắc mặt khó coi vô cùng. Chỉ có điều ánh mắt của hắn chợt lóe lên, quay đầu nhìn về bên ngoài tinh vực vũ nham tinh phía xa, trong ánh mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc khác thường, thần sắc yên ổn một ít. Thông đạo không gian lại được mở ra, mọi người ở trong và ngoài vũ nham tinh tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả đều giật mình, mặt vàng như màu đất. Giữa không trung gần đó, bị lô tiên tướng một mình đối mặt với đám bốn người lục quỳ chung, triệu giật. Lúc này hắn đã hoàn toàn ở thế hạ phong, toàn thân nhiều chỗ bị thương, thậm chí còn lưu lại máu tươi. Lĩnh vực màu đen đã biến mất, chín đạo ma khí trên người hắn cũng suy yếu đi rất nhiều, chỉ có kích thước bằng một nửa so với lúc đầu. chỉ có điều dù vậy, hắn cũng vẫn ngăn cản đám bốn người lục quỳ chung, không cho một người nào rời khỏi đó. phía dưới mây lửa đột một nổ tung biến mất, trong mắt bì lô tiên tướng lóe lên một tia mừng rỡ như điên. trước đây tuy rằng thiên đình đã có không ít người tiến vào vũ nham tinh, nhưng số lượng tiến đến chưa đủ một phần ba. chỉ cần thông đạo mở ra, đại quân bên ngoài tiến đến, thắng lợi vẫn thuộc về bên phía thiên đình sắc mặt bốn người lục quỳ chung khó coi vô cùng, đồng thời hét lớn một tiếng, thế tấn công lập tức mãnh liệt lên gấp ba phần, cố gắng thoát khỏi bị lô tiên tướng. Chỉ cần một trong bốn người xuống dưới, tình hình liền có khả năng xoay sở được. Hừ, đừng hòng mơ tưởng, bị lô tiên tướng hét lớn một tiếng, mở miệng phun ra một búng máu. Máu tươi chuyển động giống như vật còn sống vậy, mơ hồ có thể thấy vô số phủ văn huyết sắc. Nó đột nhiên biến đổi, hóa thành huyết vụ đầy trời, dung nhập trong cơ thể bì lô tiên tướng thân thể bị lột tiên tướng phát ra những tiếng két két vang dội. Thân thể thình lình cao hơn mấy tấc, gân cốt cũng đột nhiên lớn hơn vài phần. Khí tức tản ra đột nhiên tăng mạnh, chín đạo ma khí phía sau lưng hắn trong nháy mắt cũng khôi phục lại kích thước ban đầu, thậm chí còn mơ hồ còn tăng lên vài phần. Không xong, trong lòng lục quỳ trung thầm khẩn trương, muốn làm gì đó. Chỉ có điều tất cả đã muộn, chín luồng khí đen cực lớn quét ngang đến, hung hăng đánh vào trên thân bốn người, đánh bọn họ bay ra ngoài cửu tử vô sinh, đại thiên ma hải, bị lô tiên tướng hét lớn một tiếng, chín đạo ma khí đột nhiên tăng mạnh, lập tức xung hợp lại với nhau, hóa thành một mảnh mây đen khổng lồ, bao phủ xuống. Đám bốn người lục quỳ trung bị bao phủ ở bên trong, nhất thời từ bên ngoài không nhìn thấy bóng dáng của bốn người. Chỉ có thể nhìn đến mây đen che khuất bầu trời cuồn cuộn kịch liệt. Bị lô tiên tướng há miệng thở dốc, quay đầu nhìn về phía thông đạo, trong mắt đầy vẻ chờ mong. Bên ngoài vũ nham tinh, đại quân thiên đình mắt thấy thông đạo được mở ra nhất thời phát ra những tiếng hoan hô sĩ khí đại trấn nhiều đội chiến tướng sắp hàng chỉnh tề liền muốn lại từ thông đạo không gian nhảy vào vũ nham tinh vào thời khắc này một tiếng rít chói tai từ phía xa truyền đến ngay từ đầu chỉ là rất khẽ nhưng không được mấy hơi thở lấy tốc độ cực nhanh trở nên lớn hơn năm đạo ánh sáng từ phía xa bay vụt đến tốc độ cực nhanh trong nháy mắt liền đến gần không ngờ chính là năm chiếc chiến hạm của liên minh di thiên là chiến hạm, từ đâu tới, trong đại quân Thiên Đình có người kêu lên, khẳng định không phải chiến hạm của Thiên Đình, địch tấn công, lập tức có người kêu to lên, đại quân lập tức trở nên hỗn loạn, có chiến hạm bắt đầu chậm rãi quay đầu, muốn nghênh đón về phía năm chiếc chiến hạm. Chỉ có điều, năm chiếc chiến hạm này tới quá nhanh. Đại quân Thiên Đình hoàn toàn không dự đoán được sẽ có kẻ địch kéo tới, cho nên tất cả chiến hạm đều tập trung ở gần thông đạo không gian. Bọn họ ban đầu dự định chờ thông đạo không gian được mở lớn hơn một chút, bay thẳng vào trong. Lúc này kẻ địch đã tới sát bên cạnh, chiến hạm vội vàng quay lại, căn bản không kịp đón đánh. Năm chiếc chiến hạm của liên minh Di Thiên hoàn toàn không có chút ý định giảm tốc độ, giống như lưu tinh trực tiếp đụng vào trong đại quân Thiên Đình. Hơn nữa còn là nhắm ngay thông đạo không gian giữa đại quân. Ầm ầm ầm, những tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, khu vực gần đại trận Hoàng Vân hộ tinh cũng chợt cuồn cuộn. Uy lực va chạm này thật lợi hại hơn 10 chiếc chiến hạm ở gần thông đạo không gian đều bị đụng đổ, bị tổn hại với mức độ khác nhau. Cũng có không ít chiến tướng thiên đình va chạm kịch liệt phải, trực tiếp bị nghiền thành máu và thịt mơ hồ. Đại quân thiên đình nhất thời đại loạn, năm chiến thuyền liên minh di thiên dưới sự va chạm này đều hiện ra từng vết dạn cực lớn, hiển nhiên cũng bị hao tổn không nhẹ. Năm chiếc chiến hạm đỗ lung tung, ngăn cản trước thông đạo không gian. Một chiếc chiến hạm thật sự không khéo, đoạn trước đang muốn nhét vào thông đạo không gian, ngăn chặn nó năm chiếc chiến hạm vừa dừng lại tiếng chém giết nổi lên nhiều người của đội liên minh di thiên liền từ trong năm chiếc chiến hạm bay ra sát nhập vào trong đại quân thiên đình hỗn loạn giết an hoa và các đại năng thần cảnh xông lên phía trước bên phía liên minh di thiên tuy rằng chỉ có mấy ngàn người còn chưa bằng một phần người so với đại quân thiên đình xung quanh nhưng lúc này đại quân thiên đình lại không có nổi một đại năng thần cảnh bởi vì vừa rồi đột nhiên tập kích trận hình đại loạn lại bị liên minh di thiên xông vào thất lạc nhất thời không ngưng tụ ra binh lực. chương 1251, uy lực của lĩnh vực 1. Bên ngoài vũ nham tinh, tiếng chém giết sung trời, những tiếng nổ liên tiếp vang lên, lưu quang linh vụ các màu chiếu sáng tinh vực vốn u ám. Mục đích của phía bên liên minh di thiên hình như không phải là giết địch, mà là phá hủy chiến trận của thiên đình. Đại quân thiên đình nơi nào vừa chỉnh đốn, lập tức liền có một đội người của liên minh di thiên xông qua, quấy nhiễu khiến trận hình nơi đó bị đại loạn trong khoảng thời gian ngắn, bên ngoài vũ nham tinh hỗn loạn. Mặc dù bên phía thiên đình có hơn 10 chiếc chiến hạm, nhưng lúc này tất cả mọi người đều lẫn lộn ở một chỗ, chiến hạm cũng không dám tùy tiện công kích. Lúc này, đại trưởng Lão Bạch phát cũng không có gia nhập đại chiến, mà canh giữ ở trên không trung của thông đạo không gian. Hai hàng lông mi dài chấm đất của hắn không gió thoáng động. Thân hình gầy yếu thoạt nhìn có chút tiêu điều, chỉ có điều đôi mắt, lại phát ra tinh quang dạng dỡ. Hắn nhìn tình hình chiến đấu xung quanh, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Thải Nhi đạo hiếu, lần này nhờ có thần thông linh mục của ngươi, sớm nắm giữ tình hình chiến đấu ở đây, chúng ta mới có khả năng lập ra chiến thuật này. Đại trưởng lão quay đầu nhìn sang bên cạnh nói, đúng vậy, ta chính là vương giả trong cằn anh. Thải Nhi đứng ở trên vai đại trưởng lão, xê dịch thân thể, lộ ra ánh mắt đắc ý. Khóe mắt đại trưởng lão mỉm cười, không nói gì, thực lực chúng ta quá yếu, cho dù là có một vài đại năng thần cảnh, cũng không có khả năng đánh bại những đại quân thiên đình bên ngoài. Hiện tại mấu chốt nhất chính là tình hình cuộc chiến phía dưới. Điều chúng ta có thể làm chính là nhiễu loạn những đại quân thiên đình bên ngoài, không để cho bọn họ tiến vào Vũ Nham Tinh này. Chỉ cần chúng ta có thể cố thủ ở nơi này, Thạch Đầu và người ba tộc tất nhiên có thể thu thập hết đại quân thiên đình phía dưới, thắng lợi nhất định là chúng ta." Thải Nhi mở miệng nói, Thải Nhi đạo hữu quả thật túc trí đa mưu, Bạch Mỗ bội phục, trên mặt đại trưởng lão lộ ra thần sắc bội phục nghiêm nghị nói. Thải Nhi cười đắc ý, chỉ là ánh mắt nó có chút dị thường, những điều nó nói đều do tâm thần Thạch Mục đưa tin nói cho nó biết. Chỉ có điều chuyện này nó tự nhiên sẽ không nói ra. Như vậy ở đây giao cho ngươi, ta đi phía xuống giúp Thạch Đầu, Thải Nhi vỗ cánh bay đi, chấp hiện, đã bay vào trong thông đạo bên dưới. Đại trưởng lão gật đầu, ánh mắt lại nhìn tình hình cuộc chiến xung quanh, thần thức khuếch tán ra, chỉ huy hướng đi của các đội ngũ. Ở gần thông đạo không gian Vũ Nham Tinh, thạch mục và nam cung cảnh đứng giữa không trung từ phía xa rằng co lúc này sắc mặt nam cung cảnh không ngừng biến đổi thời gian thông đạo không gian bị phá vỡ đến nay đã tới nửa nén hương không ngờ không có ai tiến đến thạch mục lại giống như người hoàn toàn không có vấn đề gì ngay cả nhìn hắn cũng không nhìn về phía thông đạo không gian phía sau lưng hắn có ánh sáng đen trắng lóe lên hiện ra một đôi cánh màu đen trắng toàn thân hắn thoáng chấp hiện sau đó biến mất sau một khắc hắn xuất hiện ở phía sau lưng nam cung cảnh phiên thiên côn trong tay hắn có ánh sáng màu vàng tăng mạnh một côn ầm ầm đánh xuống ầm ầm vô số ánh sáng màu vàng từ trong phiên thiên côn tuôn ra hội tụ thành một dòng nước lũ màu vàng trong dòng nước lũ vô số phù văn màu vàng lóe lên mơ hồ liên kết lại với nhau hợp thành từng kim tuyến dài ngắn không đồng nhất mỗi một đạo kim tuyến đều tản ra từng sợi khí tức pháp tắc mỏng manh thân sắc trên mặt thạch mục không thay đổi nhưng trong lòng lại cuộn cuộn giống như sóng to gió lớn vậy. Tình huống trước mắt này, trước đây lại chưa bao giờ xuất hiện qua. Uy lực một đòn này của Phiên Thiên Côn, so với trước đây lớn hơn gấp mấy lần. Dòng nước lũ màu vàng hung hăng đánh vào trên lĩnh vực màu trắng. Lĩnh vực màu trắng run rẩy kịch liệt, nhất là những kim tuyến do phù văn màu vàng tạo thành, hung hăng đâm vào trên lĩnh vực. Lĩnh vực màu trắng không ngờ mơ hồ có xu thế vỡ nát. Trong lòng Nam cung cảnh vô cùng kinh ngạc, hai tay nhanh chóng vung lên từng luồng ánh sáng màu trắng từ lòng bàn tay hắn bay ra. Mỗi một luồng ánh sáng trắng đều là do vô số phù văn màu trắng tạo thành, dung nhập trong lĩnh vực màu trắng. Lĩnh vực màu trắng lúc này mới ổn định lại, Nam Cung Cảnh nhìn về phía phiên thiên côn trong tay thạch mục, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Hắn khẽ quát một tiếng, mười ngón tay bỗng nhiên có linh quang tăng mạnh, giống như bánh xe vậy nhanh chóng chuyển động. Ong ong, lĩnh vực màu trắng vận chuyển ong ong, sau một khắc, một ảo ảnh màu trắng cực lớn hai đầu bốn cánh tay từ trong lĩnh vực hiện ra. Hai mắt nam cung cảnh lóe lên tinh quang, há miệng phun ra một ánh sáng trắng trói mắt, xung nhập trong ảo ảnh. Ảo ảnh màu trắng lập tức từ hư ảo chuyển thành thật. Nhất là bốn cánh tay, trắng tới mức trói mắt, khiến người ta có một loại cảm giác bên trong ẩn chứa lực lớn vô cùng. Nam cung cảnh phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, bốn cánh tay ảo ảnh pháp tướng màu trắng vung lên ra, đột nhiên trở nên mơ hồ suy suy những tiếng nổ lớn vang lên vô số quyền ảnh màu trắng bắn ra mỗi một đạo quyền ảnh đều có kích thước bằng một cái cối say mặt ngoài lượn lờ từng vòng phù văn màu trắng rậm rạp ẩn chứa uy lực lớn lao và hàn khí ngập trời giống như sóng to gió lớn vọt về phía thạch mục đối mặt với uy lực như vậy sắc mặt thạch mục cũng không khỏi thoáng đổi hắn âm thầm bấm pháp quyết giơ một tay lên một mảnh hỏa diễm màu đỏ hiện ra thoáng một ngưng tụ hóa thành ba lá cờ hạo thiên huyền hỏa Hắn thầm đọc chú ngữ, liên tục bắn ra pháp quyết, điểm ra một chỉ. Ba lá cờ huyền hỏa chợt mơ hồ, hiện ra với hình tam giác, phát ra một tiếng động. Nó phun ra mảng lớn Hạo Thiên Thánh Diễm. Hạo Thiên Thánh Diễm nhanh chóng ngưng tụ thành một màn ánh sáng hỏa diễm với hình dạng của tấm lá chắn cực lớn, tản ra ngọn lửa với uy năng chấn động kinh người, ngăn cản ở trước người. Chương 1252, uy lực của lĩnh vực hai. Ầm ầm ầm, màn ánh sáng hỏa diễm vừa thành hình, vô số quyền ảnh liền ầm ầm đánh tới, hung hăng va chạm vào phía trên, liên tiếp phát ra những âm thanh chấn động giống như tiếng mưa rơi trên bẹ lá chuối, khiến cho màn ánh sáng lay động mãnh liệt. Chỉ có điều nó lại hoàn toàn không có xu thế bị đánh tan. Ánh mắt thạch mục buông lỏng, thân hình bắn lên trời cao. Hắn từ trên cao nhìn xuống lại một côn đánh ra, ầm, mảng lớn dòng nước lũ màu vàng lại hiện ra, chỉ có điều lần này thạch mục kích phát ra lực thiên cơ côn sao, kim quang chợt hiện, nước lũ cực lớn ngưng tụ thành một côn ảnh màu vàng cực lớn dài chừng 10 trượng, đánh về phía pháp tướng màu trắng cực lớn này. Côn ảnh chưa đến, một lực pháp tác khủng khiếp sen lẫn ầm ầm đánh xuống. Ánh mắt Nam Cung Cảnh lóe lên, trong tay biến đổi pháp quyết. Trên không trung của lĩnh vực màu trắng pháp tướng cực lớn chợt có ánh sáng trắng lóe lên, không ngờ đột nhiên biến mất, khiến cho côn ảnh màu vàng cực lớn đánh hụt. Sắc mặt Thạch Mục ngẩn ra, côn ảnh màu vàng cực lớn tiếp tục bay xuống công kích, lại hung hăng đánh vào trên lĩnh vực màu trắng. Hai tay Nam cung Cảnh vung vẩy, bên trong lĩnh vực màu trắng vô số pháp tắc phù văn phát ra những tiếng ong ong sáng choang. Ngay lập tức vô số ảo ảnh núi băng màu trắng hiện ra. Giữa các núi băng đó mơ hồ có thể thấy từng sông băng màu trắng, dường như một bản thu nhỏ của thế giới sông băng. Côn ảnh màu vàng vừa đụng đến lĩnh vực sông băng này, uy năng vô cùng vô tận lập tức bị phân giải ra, sau đó bị toàn thế giới một ngụm nuốt vào. Lĩnh vực màu trắng chỉ khẽ run lên, liền khôi phục lại trạng thái ban đầu trong mắt thạch mục bỗng nhiên bắn ra ánh sáng cực nóng đây cũng là uy năng vô thượng của lĩnh vực theo lời đồn đại chỉ cần thân ở trong lĩnh vực của mình đó chẳng khác nào đứng ở thế bất bại bất kỳ công kích nào đều có thể bị hóa giải một cách dễ dàng vốn thạch mục không phải quá tin tưởng vào cách nói này hắn cũng không hiểu nhưng hiện tại hắn rốt cuộc đã hiểu rõ trong nháy mắt khi hắn ngây người hư không phía sau lưng hắn lóe lên pháp tướng màu trắng khổng lồ kia thình lình xuất hiện không biết thế nào lại bất ngờ đến nơi này pháp tướng màu trắng giơ bốn cánh tay lên thật cao sau đó giống như rất chậm nhưng thực tế lại cực nhanh ầm ầm đập xuống thạch mục chỉ cảm thấy không khí xung quanh căng thẳng có loại cảm giác hít thở không thông kéo tới sắc mặt hắn đại biến bỗng nhiên xoay người phiên thiên côn trong tay hắn có ánh sáng màu vàng tăng mạnh hắn chỉ kịp ngưng tụ thành một màn ánh sáng màu vàng ngăn cản ở trước người bốn quyền ảnh cực lớn liền ầm ầm đánh xuống ầm bốn nắm tay khổng lồ hung hăng nện ở trên màn ánh sáng màu vàng lực lượng đáng sợ tuôn ra hư không gần đó vặn vẹo chấn động ong ong vang dội một hồi màn ánh sáng màu vàng điên cuồng chấp hiện sau đó giống như mảnh giấy mỏng bị đánh nát thân thể thạch mục giống như thiên thạch vậy từ giữa không trung rơi xuống thân thể hắn vô cùng bền vững kiên cố chút công kích ấy vẫn không đến mức khiến cho hắn bị thương hắn khẽ quát một tiếng toàn thân có ánh sáng màu đỏ cường đại phóng ra rất nhanh thân hình hắn liền ổn định chỉ có điều không chờ hắn làm ra cái gì trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh ánh sáng trắng nhanh như tia chớp chụp xuống đầu hắn không ngờ chính là lĩnh vực của nam cung cảnh thạch mục vô cùng kinh ngạc vừa rồi hắn đã chứng kiến uy năng của lĩnh vực nếu như bản thân bị bao vây hắn có khả năng thật sự phải bỏ mạng ở bên trong hắn hét lớn một tiếng phiên thiên côn trong tay có ánh sáng màu vàng tăng mạnh vô số phù văn màu vàng hiện ra, ngưng tụ thành một hào quang màu vàng, chặn lĩnh vực bao phủ lại. Lĩnh vực màu trắng nhất thời thoáng dừng lại một chút, tốc độ hạ xuống chậm lại một chút. Chỉ có điều sau một khắc, bên trong lĩnh vực màu trắng có ánh sáng lóe lên một hồi. Hào quang màu vàng nhất thời bắt đầu tán loạn, uy lực của phiên thiên côn tuy lớn, nhưng thạch mục còn chưa có bắt đầu tìm hiểu đối với lực pháp tắc hệ kim, không phát huy ra được uy lực quá lớn. Hơn nữa đối đầu với lĩnh vực, Loại công kích linh bảo phiên thiên côn này có phần bị thiệt. Chỉ có điều nó cũng tranh thủ được một khoảng cách, Thạch Mục Nhân cơ hội quay đầu trở lại, một tay ra một chiêu đối với một bên màn ánh sáng hỏa diễm. Màn ánh sáng hỏa diễm nhất thời giải thể, hóa thành ba lá cờ Hạo Thiên Huyền Hỏa nhanh như tia chớp bắn đến, rơi vào trong tay hắn. Thạch Mục hét lớn một tiếng, hai tay liên hoàn chuyển động. Từng Hạo Thiên Thánh diễm dung nhập trong lá cờ Hạo Thiên Huyền Hỏa. Ầm, um, một tiếng động lớn phát ra. Ba lá cờ hạo thiên huyền hỏa phóng ra ánh sáng cường đại, hóa thành một mảnh biển lửa màu đỏ. Từng hỏa diễm cuồn cuộn bay lên, dường như trong biển rộng nổi cơn phong ba. Mơ hồ cũng có chút dáng vẻ của lĩnh vực, lá cờ hạo thiên huyền hỏa thi triển ra đại trận huyền hỏa, ở phương diện nào đó mà nói, chính là bắt trước theo uy năng của lĩnh vực, thạch mục cũng đã bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc hỏa. Tuy rằng vẫn không có thể đạt được trình độ tìm hiểu lĩnh vực, chỉ có điều thêm hai hai tầng, cũng gần như có thể phát huy ra uy năng hình thức ban đầu của một lĩnh vực những động tác liên tiếp này đều được hoàn thành ở trong nháy mắt cuối cùng trước khi hào quang màu vàng do phiên thiên côn biến thành hoàn toàn tán loạn nó đã được hoàn thành ầm 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 lĩnh vực va chạm phát ra từng tiếng động nặng nề giống như cái cối say cực lớn đang nghiền ép âm thanh này tuy rằng cũng không lớn nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác kinh tâm động phách nơi hai bên tiếp xúc hư không hoàn toàn mất đi hiện ra tình cảnh hủy diệt lớn trong biển lửa màu đỏ miến cưỡng chặn lại lĩnh vực màu trắng hạ xuống không có giống như hào quang màu vàng do phiên thiên côn biến thành lập tức liền tán loạn ra thạch mục tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này thở phào nhẹ nhõm hừ một tiếng hừ lạnh từ giữa không trung chuyển đến nam cung cảnh đứng ở trên lĩnh vực sông băng từ trên cao nhìn xuống trên mặt đầy vẻ lạnh lùng chỉ có điều thần sắc hắn mơ hồ có chút lo lắng hai tay hắn vung vẩy đánh ra từng pháp quyết pháp tướng cực lớn màu trắng này lóe lên bay vụt về đột nhiên giải thể hóa thành vô số ánh sáng trắng dung nhập trong lĩnh vực màu trắng. Màu trắng bên trong lĩnh vực vô số ảo ảnh sông băng bỗng nhiên nhất thời sáng lên, rõ ràng hơn rất nhiều. Thân hình thạch mục chợt lảo đảo, trong lòng thầm run sợ. Trong phút chốc, hắn cảm thấy từ bốn phương tám hướng chuyển đến một uy áp vô hình, giống như cùng toàn bộ lĩnh vực màu trắng thoáng cai biến thành một thế giới. Toàn thế giới này lại giống như đang đè ở trên người mình. Thạch mục giống như gặp bố tạ, lấy cường độ thân thể của hắn cũng cảm thấy ngực khó chịu, cũng khó tiếp nhận nổi, gần như thổ huyết biển lửa màu đỏ càng chấn động không dừng, có chút xu thế tán loạn. Chương 1253, giác ngộ 1. Thời khắc chỉ mảnh treo chuông, hai mắt thạch mục trợn trừng. Tất cả lực hỏa diễm trong cơ thể đều chen chúc lao ra. Trong phút chốc, Hạo Thiên Thánh Diễm, lực hỏa cửu chuyển huyền công, Hỗn Nguyên chi hỏa, hỏa diễm chí dương v, v đều dung nhập trong biển lửa, toàn lực chống đỡ. Chết đi, hai mắt Nam Cung Cảnh đột nhiên bắn ra ánh sáng trắng, hai mắt gần như biến thành màu trắng tinh thuần, phía sau lưng hắn lóe lên ảo ảnh mơ hồ hiện ra một bóng người màu trắng trên mặt ngũ quan mơ hồ chỉ có điều mơ hồ có thể cảm giác hắn tản ra một loại khí tức cực kỳ tà dị thạch mục thấy vậy đồng tử hơi co lại hai tay nam cung cảnh vung lên mấy đạo ánh sáng trắng bay ra bóng người mơ hồ ở phía sau lưng hắn cũng làm động tác tương tự mấy đạo ánh sáng trắng bay ra dung nhập trong lĩnh vực sông băng lĩnh vực sông băng màu trắng nhất thời có ánh sáng đại thịnh phạm vi nhất thời lớn hơn gấp ba phần ánh sáng trắng kỳ diệu, dường như một cái miệng khổng lồ chậm rãi mở ra, giống như muốn nuốt lấy cả thạch mục và biển lửa vào trong miệng. Thạch mục chỉ cảm thấy một hàn ý như đông cứng tất cả cuốn tới, sắc mặt vô cùng kinh ngạc. Biển lửa màu đỏ cuối cùng không kiên trì nổi, bắt đầu tán loạn. Thạch đầu, vào thời khắc này, một tiếng kêu khẽ truyền đến, một bóng dáng nhiều màu lóe lên, xuất hiện ở bên cạnh thạch mục. Thải nhi, thạch mục ngẩn người ra, ta tới giúp ngươi, trên người thải nhi có ánh sáng lóe lên thân thể nó bỗng nhiên hóa thành kích thước chừng mấy trượng, há miệng phun ra một đạo hỏa diễm lớn màu xanh lục. Đó chính là càn nguyên yêu hỏa, hỏa diễm dung nhập trong biển lửa màu đỏ, nhận được thải nhi tương trợ, biển lửa màu đỏ đang trong xu thế tán loạn nhất thời chậm lại, dường như có xu thế thụ lại. Cái gì? Sắc mặt Nam cung cảnh biến đổi, viện binh thiên đình mà hắn mong đợi không xuất hiện, trái lại là Thạch Mục nhận được trợ giúp, lẽ nào bên ngoài thật sự xảy ra tình hình gì? Càn Nguyên yêu hỏa vừa tiến vào biển lửa, rất nhanh tiếp xúc với Hạo Thiên Thánh diễm bên trong. Hai bên một lần nữa dung hợp, hóa thành một đoàn hỏa diễm nửa xám nửa trắng. Chỉ có điều lần này hỏa diễm trắng xám có màu nhạt hơn so với trước đây rất nhiều. Trong lòng Thạch Mục chấn động, một ý niệm huyền diệu đột nhiên từ trong hỏa diễm trắng xám truyền vào trong lòng của hắn. Hắn thoáng lĩnh hội, trong nháy mắt toàn thân lại ngây ra. Ý niệm huyền diệu này không ngờ là vô số áo nghĩa hỏa. Tuy rằng hắn không biết chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn mừng như điên theo bản năng hắn hấp thu những áo nghĩa hỏa này, nhờ đó, nắm giữ pháp tắc đối với hỏa diễm cũng nhanh chóng nâng cao. Trong chấp nhóm này, một tầng bình cảnh trong lòng hắn được vạch ra một chút. Ha ha, thì ra là thế, đây cũng là lĩnh vực, thạch mục phát ra một tiếng cười dài, hai tay vung vẩy. Lòng bàn tay bay ra vô số phù văn màu đỏ, khuếch trương triển khai, ngưng tụ thành một khu vực màu đỏ có kích thước chừng một trường. Bên trong mơ hồ có thể thấy vô số hỏa diễm, không ngờ là một lĩnh vực hỏa diễm. Chỉ là lĩnh vực hỏa diễm này đặc biệt yếu, so với lĩnh vực sông băng của Nam Cung Cảnh không biết yếu hơn bao nhiêu lần. Tranh lệch giống như một đứa trẻ sơ sinh và đại hán thành niên. Dung hợp, hai mắt thạch mục có tinh quang chấp động, khẽ quát một tiếng. Hai tay hắn vung vẩy, biển lửa màu đỏ đã bắt đầu tán loạn bỗng nhiên chấn động. Sau đó tất cả hỏa diễm và lực lượng đều dũng mãnh tràn vào trong lĩnh vực mới sinh. Lĩnh vực hỏa diễm nhanh chóng mở rộng thành lớn hơn, trong nháy mắt liền đạt tới kích thước không khác mấy so với lĩnh vực sông băng bên trong mơ hồ có thể thấy vô số núi lửa khắp nơi trên mặt đất là nham thạch màu đỏ chảy thành sông khắp nơi đều là hỏa diễm thiêu đốt hoàn toàn chính là một thế giới hỏa diễm trên mặt thạch mục lộ ra vẻ hưng phấn lúc này tất cả áp lực đều biến mất hỏa diễm của hắn lĩnh vực chậm rãi chuyển động hoàn toàn đem lĩnh vực sông băng ngăn cản nam cung cảnh tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc không thể tin nổi không ngờ thạch mục đã lĩnh mộ ra lĩnh vực hỏa diếm cũng có thể có địa vị ngang hàng với hắn sắc mặt nam cung cảnh tái nhợt chỉ có điều gắn vẫn chưa có hoang mang gì hừ cho dù ngươi ngưng luyện ra lĩnh vực thì lại như thế nào lĩnh vực sông băng của ta ở trên phương diện thuộc tính vừa lúc kìm chế lĩnh vực hỏa diếm của ngươi chịu chết đi hắn trầm giọng hét lớn một tiếng đan ngón tay điểm một cái vào mi tâm hai mắt hắn lại có ánh sáng trắng tăng mạnh lĩnh vực sông băng bỗng nhiên nhất thời sáng lên giống như một con thú lớn sông băng khổng lồ, bỗng nhiên nhào tới. Thạch Mục hoàn toàn không sợ hãi chút nào, đứng ở trong lĩnh vực hỏa diễm, dường như thần linh thái cổ sinh ra trong hỏa diễm, trong tay phát ra từng pháp quyết. Lĩnh vực hỏa diễm hoàn toàn không có chút sợ hãi nào, xông lên nghênh đón, hung hăng va chạm cùng lĩnh vực sông băng. Hai lĩnh vực lại dính lại cùng một chỗ, không tách ra, giống như hai con thú lớn đấu sức. Hư không xung quanh sụp đổ từng mảng một, bên trong phạm vi trăm trượng tất cả đều hóa thành bột mịn. Các loại nguyên khí trộn lẫn cùng một chỗ, cuồng bạo vô cùng. Từng khí lưu hai màu từ nơi này bạo phát, khiến hư không ở xa hơn cũng bị cắt nát bấy. Cảnh tượng Thạch Mục và Nam cung cảnh chiến đấu đã sớm bị người khác để vào trong mắt. Lại thêm đại quân Thiên Đình bên ngoài thật lâu không thông qua thông đạo tiến vào Vũ Nham Tinh. Tình hình này cũng bị mọi người gần đó chú ý, trong lòng đám người Thiên Đình vừa sợ vừa vội, bọn họ đều ý thức được bên ngoài đã xảy ra biến cố gì đó lúc này sắc mặt bì lô tiên tướng càng khó coi vô cùng. Ma khí cuồn cuộn càng lúc càng lợi hại, đám người lục quỳ trung bị nhốt ở bên trong mắt thấy đã sắp thoát khỏi sự vây khốn lao ra. Đáng chết, người kia đến tột cùng là người phương nào, không ngờ có thể thi triển ra lĩnh vực hỏa diễm, bì lô tiên tướng nhìn về phía thạch mục, trong lòng gầm lên giận dữ. chương 1254, Giác Ngộ 2 Nếu không có người kia, lúc này Vũ Nham Tinh đã rơi vào trong tay thiên đình. Tây môn tuyết từ phía xa nhìn thạch mục, sắc mặt bình tĩnh. Trong đôi mắt đẹp lại liên tục có tia sáng kỳ dị phát ra. Thạch mục, bên kia, triệu tiền đang chậm rãi rút thanh cương đằng mâu từ trong lồng ngực của một trưởng lão thánh giai địa long tộc ra. Trên mặt hắn đầy sát khí không ngừng nổi điên, đồng thời, hắn còn có chút sợ hãi. Làm sao có thể, thực lực của hắn làm sao có thể đạt được trình độ này. Lại có thể chống lại thập nhị tiên tướng, trong lòng triệu tiền liên tục gầm lên giận dữ. Cho tới nay, mặc dù hắn chưa từng trực tiếp giao đấu với Thạch Mục. Lần ở Đại Điển Thiên Phượng, tuy rằng bọn họ từng có giao đấu, nhưng bởi vì sợ để lộ thân phận, hắn không có thi triển toàn lực. Ở trong lòng Triệu Tiển vốn chưa bao giờ coi Thạch Mục ra gì. Hắn cho là mình tuyệt đối có thể đánh bại đối phương. Nhưng lúc này Thạch Mục cho thấy thực lực, đạt tới một cảnh giới hắn theo không kịp. Thạch Mục, xem ra ngươi là kẻ địch lớn nhất trên đường ta đi tới. Chỉ có điều ngươi nhất định sẽ trở thành bàn đạp cho ta tiến bước trong lòng triệu tiền gầm lên giận dữ ngược lại đại quân ba tộc thiên phượng tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này lại vừa mừng vừa sợ khí thế đại thịnh lĩnh vực hỏa diễm và lĩnh vực sông băng va chạm vào nhau đánh nhau chết sống uy lực tuy rằng cực kỳ kinh người nhưng đối với tiêu hao chân khí cũng cực lớn hai lĩnh vực tiêu hao lực lượng lẫn nhau rất nhanh bắt đầu trở nên ảm đạm trên mặt thạch mục và nam cung cảnh cũng bắt đầu lộ ra vẻ mệt mỏi dù sao thực tế tu vi của thạch mục cũng không bằng đối phương lại thêm hắn vừa luyện thành lĩnh vực, điều khiển còn mới lạ, chân khí tiêu hao nhanh hơn. Lĩnh vực hỏa diễm lấy tốc độ ảm đạm nhanh hơn. Bên trong lĩnh vực hỏa diễm, lúc này những ảo ảnh núi lửa gần như chỉ còn là một cái bóng mờ nhạt. A, à, thạch đầu, tình hình không ổn. Lúc này Thải Nhi đứng ở trên vai thạch mục, nhỏ giọng nói. Thạch mục khẽ thở dốc, thân sắc nghiêm trọng, chỉ có điều hắn nhất thời cũng không có biện pháp khác. Lĩnh vực tiêu hao đối với chân khí cực nhanh, sử dụng linh thạch tiên phẩm bổ sung linh lực cũng như muối bỏ biển. Hừ, chỉ dựa vào lĩnh vực vừa tu thành này của ngươi, liền muốn đấu cùng ta, thực sự không biết tự lượng sức mình. Sắc mặt nam cung cảnh có chút hòa hoãn, chỉ có điều lúc này hắn đã không còn vẻ nho nhã bình tĩnh giống như trước. Trên mặt hắn liên tục hiện ra nụ cười dữ tợn, hắn vung hai tay lên, ánh sáng của lĩnh vực sông băng đại thịnh, bên trong có vô số phù văn lóe lên, biến hóa thành hai con rồng băng màu trắng khổng lồ, mở cái miệng lớn, hung hăng cắn ở trên lĩnh vực hỏa diễm của thạch mục, ra sức xé. Sắc mặt thạch mục biến đổi, lĩnh hỏa diễm vực phát ra âm thanh giống như muốn nứt ra, lập tức ầm ầm tán loạn. Một lực lớn rồi rào không có cách nào chống đỡ cuốn tới. Thân thể hắn bị chấn động bay thẳng ra ngoài, trong miệng phun ra một búng máu. Lĩnh vực bị phá, na lá cờ hạo thiên huyền hỏa cũng hiện ra, lóe lên bay trở về trong cơ thể thạch mục. Chết đi, trong mắt nam cung cảnh lóe lên sát ý, một tay vung vẩy, lĩnh vực sông băng chợt tách ra một khe hở, mảng lớn băng diễm màu trắng từ bên trong phun ra, trong nháy mắt hóa thành một con rồng băng màu trắng, toàn thân trong suốt như ngọc, tản ra khí tức khổng lồ lạnh vô cùng. Đôi mắt rồng linh động, giống như một con rồng băng thật sự. Rồng băng tản ra khí tức, có thể tương đương với một đại năng thần cảnh trung kỳ. Rồng băng vừa xuất hiện, ánh mắt lập tức nhìn thẳng về phía thạch mục. Thân thể nó bay nhào ra, trong nháy mắt liền đuổi theo thạch mục. Tốc độ của nó nhanh tới mức đáng sợ long chảo cực lớn hung hăng chộp xuống, trên long chảo có từng tầng ánh sáng trắng bao quanh, không ngờ đó chính là băng phách thần quang, lĩnh vực tuy rằng lợi hại, nhưng khuyết điểm chính là không có cách nào tùy ý di chuyển, không thể dùng để truy kích kẻ địch di chuyển. Thạch mục Hư lạnh một tiếng, lật tay lấy ra phiên thiên côn, quét ngang ra. Một dòng nước lũ màu vàng lại hiện lên, ầm 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 đánh về phía con rồng băng. Rồng băng màu trắng há miệng phun ra một mảnh hơi thở rồng màu trắng, lạnh lẽo vô cùng, bất ngờ ngăn cản dòng nước lũ màu vàng. Long chảo cực lớn tiếp tục chộp về phía thạch mục, trong lòng thạch mục thầm dùng mình, không ngờ con rồng băng này lợi hại như vậy. Phía sau lưng hắn lóe lên ánh sáng màu đen, hai cánh đen trắng hiện ra, thân hình hắn bắn ra, nguy hiểm tránh thoát được một đòn của con rồng băng. Rồng băng phát ra một tiếng rồng ngâm đầy phẫn nộ, thân thể cực lớn quay lại, đuổi theo về phía thạch mục. Nam cung cảnh mắt thấy con rồng băng nhất thời không ngờ không có cách nào thu thập được thạch mục. Hắn nhướng mày, đang muốn lại thi pháp gì đó. Vào thời khắc này, chán hắn đột nhiên hiện ra giải ánh sáng màu trắng, khuôn mặt vặn vẹo, trong mắt hiện ra vẻ thống khổ. Ảo ảnh màu trắng mơ hồ phía sau lưng nam cung cảnh kia chợt bay ra, dán ở trên người hắn, mơ hồ muốn dung nhập trong cơ thể hắn. Trong miệng hắn phát ra một tiếng kêu rên có chút thê lương, thân thể bỗng nhiên cong xuống, hai tay run rẩy bấm động pháp quyết. Trên tay phải hiện ra một tia sáng trắng, ngưng tụ thành một bàn tay màu trắng mơ hồ lóe lên thò vào mi tâm của hắn, hình như lấy cái cái gì, sau đó lôi ra bên ngoài. Lĩnh vực sông băng quanh thân hắn run rẩy kịch liệt, lập tức ầm ầm vỡ vụn ra. Con rồng băng đang truy đuổi thạch mục cũng dừng lại, trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ không cam lòng. Bịch, thân thể thoáng cái vỡ nát, hóa thành vô số ánh sáng trắng chậm rãi nhẹ nhàng tung bay. A, à, Nam cung cảnh quỳ dạp xuống giữa không trung, bàn tay nổi lên gân xanh. Trong lòng bàn tay phát ra ánh sáng, tay hắn ra sức kéo lại, trong miệng phát ra tiếng gào thét giống như dã thú. Mi tâm hắn ánh sáng trắng lóe lên, một viên viên chân châu màu trắng cực kỳ không cam lòng, chỉ có điều vẫn chậm rãi từ bên trong bay ra. Ảo ảnh phía sau lưng Nam Cung Cảnh đã dung nhập hơn phân nửa vào thân thể hắn, đột nhiên phát ra một tiếng giống to hơn tràn ngập oán độc căm phẫn, chỉ có điều vẫn tiêu tan. Lúc này viên chân châu thình lình mọc ra từng sợi giống như rễ màu trắng, hình như vừa đâm thật sâu vào trong đầu của hắn. Chương 1255, huyết đấu 1 sau khi viên chân châu màu trắng rời khỏi thân thể, mắt nam cung cảnh khôi phục lại sự trong sáng hóa ra, sắc mặt lại tái nhợt đến tột cung, lồng ngực hơi lên xuống. Hắn đứng lên, ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn hạt chân châu màu trắng trong tay, lật tay thu nó vào. Vào thời khắc này, tiếng xé gió lại hồi sinh, hư không bên cạnh nam cung cảnh chấp hiện, một cây trường côn màu vàng đột nhiên xuất hiện, quét ngang đến. Hắn biến sắc, trong tay bấm quyết, trên người có ánh sáng trắng tăng mạnh chỉ có điều không đợi hắn lại làm ra cái gì trường côn màu vàng liền ầm ầm đánh vào trên người của hắn âm một tiếng thân thể nam cung cảnh hóa thành vô số mảnh nhỏ chỉ có điều những mảnh nhỏ lập tức hóa thành băng vụn bay khắp bầu trời tất cả đều đột ngột nổ tung hư không lóe lên bóng dáng thạch mục hiện ra lông mày nhăn lại lại là một chiêu này hắn thì thào tự nói một chiêu thế thân này giống như khi ở liên minh di thiên nam cung cảnh đã từng thi triển qua cùng lúc đó hư không nơi nào đó cách đó hơn trăm trượng có ánh sáng trắng lóe lên. Thân thể nam cung cảnh hiện ra, sắc mặt lại trắng hơn vài phần. Xem ra người thi triển ra lĩnh vực, cũng không phải hoàn toàn dựa vào lực của bản thân, cũng ngượn ngoại vật. Chỉ là lực ngoại vật kia có phiêu lưu quá lớn, lúc này ngươi đã là nỏ mạnh hết đà. Thạch mục liếc mắt nhìn nam cung cảnh, gào to một tiếng, thân hình bay nhào tới. Một tay hắn vung lên, phiên thiên côn công kích xuống đầu. Kim ảnh rậm rạp như núi hiện ra, phát ra tiếng rít chói tai trùng thiên mang theo tất cả cuốn về phía nam cung cảnh sắc mặt nam cung cảnh khó coi hai tay hắn vung vẩy toàn thân có ánh sáng trắng tăng mạnh một ảo ảnh màu trắng cực lớn lại xuất hiện ở phái sau lưng hắn không ngờ chính là ảo ảnh pháp tướng màu trắng mới vừa xuất hiện kia chỉ có điều lúc này pháp tướng mờ nhạt hơn so với trước rất nhiều thân hình lắc một cái chắn ở phía trước người thạch mục trong lúc lấy ra pháp tướng đồng thời nam cung cảnh xoay người một cái bắn ra bay về phía bị lô tiên tướng ngoài xa. Lúc này hắn giống như thạch mục nói đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ có điều lấy tu vi thần cảnh trung kỳ của hắn, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn liền có thể thi triển ra một môn độc môn bí thuật khôi phục phần lớn nguyên khí. Pháp tướng màu trắng lé lên ngăn cản ở phía trước người thạch mục. Đối với ánh sáng của phiên thiên côn, hắn hoàn toàn không để ý tới, mặc cho nó đánh vào người. Hai bàn tay thoáng mơ hồ, thình lình bắt lấy thân thể thạch mục. Két 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 hàn khí vô cùng vô tận bỗng nhiên bạo phát một quả cầu băng cực lớn hiện ra bao phủ thạch mục ở bên trong giang giác bản thân pháp tướng màu trắng bị phiên thiên côn đánh trúng thân thể trực tiếp vỡ vụn ra hóa thành vô số quang ảnh biến mất nam cung cảnh tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này nhất thời vui vẻ thân thể nhanh như điện chớp bắn về phía xa vào thời khắc này trước người hắn màu ảnh lóe lên một con cực đại vẹt đột nhiên xuất hiện ngăn cản đường đi của hắn chính là thải nhi hắc hắc muốn chạy trốn sao không có cửa đâu, Thải Nhi hét lớn một tiếng, há miệng phun ra một mảnh hỏa diễm màu xanh sẫm. Ngọn lửa này cuồn cuộn, không ngờ hóa thành một lồng giam hỏa diễm, bao phủ Nam Cung Cảnh ở phía dưới. Trong lòng Nam Cung Cảnh thầm run sợ, nổi giận gầm lên một tiếng. Tay phải một chỉ điểm ra, pháp bảo chỉ sáo có ánh sáng tăng mạnh, từng bóng ngón tay màu trắng bắn ra, hung hăng đánh vào trên lồng giam hỏa diễm. Ầm ầm ầm, liên tiếp những tiếng động phát ra, không ngờ lồng giam hỏa diễm màu xanh lá cây này lại kiên cố vô cùng tuy rằng run rẩy kịch liệt chỉ có điều không vỡ nát thải nhi cười đắc ý vừa rồi càn nguyên yêu hỏa của và hạo thiên thánh diễm lại có biến đổi khác thường nhưng áo nghĩa hỏa diễm kia nó cũng lĩnh ngộ không ít thần thông yêu hỏa của nó tăng lên rất nhiều ầm um, một tiếng nổ lớn vỡ nát từ phía sau truyền đến quả cầu băng cực lớn quanh thân thạch mục thình lình vỡ nát hắn từ trong đó thoát khỏi sự vây khốn lao ra trong nháy mắt sắc mặt nam cung cảnh trở nên trắng bệch điên cuồng hét lên một tiếng từng bóng ngón tay bắn ra đánh vào trên lồng giam hỏa diễm ánh mắt thạch mục đảo qua nam cung cảnh phía xa trong hai mắt có ánh sáng màu vàng lóe lên thân hình hắn thoáng động muốn bay tới công kích nam cung cảnh liên tục nhận vài bóng ngón tay công kích cuối cùng lồng giam hỏa diễm vỡ nát ầm um, một tiếng nổ lớn phát ra hóa thành tàn diễm khắp bầu trời chỉ có điều không đợi nam cung cảnh lộ ra vẻ cao hứng phía sau Bóng dáng Thạch Mục đã giống như tia chớp bay vụt tới. Tất cả đều nên kết thúc, Thạch Mục phát gào to một tiếng, từng hỏa diễm màu đỏ không ngừng từ toàn thân hắn bay lên, hóa thành một bộ áo giáp hỏa diễm. Sau lưng của hắn có ánh sáng màu đỏ nhộn nhạo, ở trong không khí bốc hơi dày đặc mơ hồ có hình dáng. Thoạt nhìn những đường nét này giống như một con hung viên tuyệt thế toàn thân có hỏa diễm quấn vòng quanh, cao tới nghìn trượng. Nó đang tức giận gào thét từ trong mây lửa nặng nề lao ra, bắn nhanh về phía hắn phiên thiên côn phát ra từng âm thanh chấn động ong ong. Phía ngoài thân côn được che phủ bởi một tầng ánh sáng màu vàng giống như hạt mưa lất phất. Bên trong hiện lên từng vòng phù văn màu vàng, theo thân côn quấn lên. Từ bên trong truyền ra từng đợt khí tức sắc bén vô cùng. Uy thế như thế, người còn chưa tới, một khí thế giống như đào núi lấp biển đã đè ép đến, khiến cho người ta tránh cũng không thể tránh được. Là người ép ta, nam cung cảnh thấy vậy, cắn chặt hàm răng, trên mặt thoáng lộ ra một vẻ kiên quyết hai tay hắn vung lên ở trước người đánh ra từng pháp quyết cổ quái trong miệng ngâm nga những chú ngữ huyền diệu khó hiểu lớp da toàn thân nam cung cảnh trong nháy mắt biến thành màu trắng thân thể rốt cuộc trở nên mơ hồ trong suốt mái tóc hắn vốn màu đen rốt cuộc đều biến thành màu xương trắng một tia hàn khí màu trắng từ trong da hắn thẩm thấu ra tạo thành từng từng giày xung quanh hóa thành từng vòng hào quang màu trắng giống như phật quang vậy két 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 từng tiếng đông cứng vang lên hơi nước trong không khí xung quanh nam cung cảnh ngưng kết đông lại thành từng tầng bông tuyết màu trắng. Những băng tuyết này đông cứng từng tầng, càng lúc càng trở nên dày hơn, càng lúc càng ngưng thực. Phía trên cũng bắt đầu xuất hiện từng đường vân quỷ dị. chương 1256, huyết đấu 2. Cuối cùng, ở dưới những đường vân quỷ dị này, trong những băng tuyết không ngờ hiện ra từng cánh tay đường vân thật lớn, hóa thành một bàn tay khổng lồ với những băng tuyết sắp xếp chặt chẽ với nhau. Mỗi một bàn tay đều dài tới trăm trượng, những bàn tay khổng lồ áp sát lại với nhau, có bàn tay làm dạng cầm hoa, có bàn tay làm dạng phục ma, có bàn tay cầm bảo bình, có bàn tay cầm chày thép, đủ loại kiểu dáng, trung quy khoảng chừng hơn ngàn bàn tay, hơn một ngàn bàn tay khổng lồ sát nhập lại một chỗ, từ phía xa thoạt nhìn lại giống như một ngọn núi băng tuyết khổng lồ, khí thế vô cùng đồ sộ. Quá trình này thoạt nhìn phức tạp, thật ra lại diễn biến cực nhanh, gần như ở trong nháy mắt đã hoàn thành. Ở trong lúc băng tinh ngàn tay này hiện lên, bóng dáng thạch mục cũng đã đi tới trước người nam cung cảnh. Phiên thiên côn trong tay hắn vung lên thật cao, trên thân côn có ánh sáng màu vàng đột ngột phát ra. Từng đạo phù văn màu vàng quanh quẩn trong đó, mà ở phía sau lưng thạch mục, ảo ảnh con hỏa viên cực lớn cai cũng theo đó hiện lên. Động tác của hỏa viên kia lại đồng nhất với thạch mục một cách thần kỳ. Trong tay hắn cũng giờ thật cao trường côn hỏa diễm dài một nghìn trường. Trên trường côn hỏa diễm có ánh sáng đỏ đậm lập lè. Bên trong cũng hiện lên từng phù văn hỏa diễm, thẩm thấu ra khí tức pháp tác giao rộng. a à, trong miệng thạch mục quát lớn một tiếng, Phiên Thiên Côn Hung hãn đập xuống, trên thân côn có kim quang bạo phát ra, hỗn hợp phù văn màu vàng ở trong ánh sáng màu vàng. Tất cả đều bay lượn ra, công kích về phía Nam cung cảnh. Nam cung cảnh không biết vận dụng loại bí thuật nào, lúc này tóc hắn đã hoàn toàn trắng xóa. Thái Dương cũng xuất hiện một vài nếp nhăn, nhưng khí thế toàn thân hắn lại cường đại tới mức trước đó chưa từng có. Trên phương diện nguyên khí hình như một chút bổ sung chỉ thấy cơ bắp xương cốt toàn thân hắn cũng gần như đã trở nên trong suốt thoạt nhìn lại giống như một khối băng hình người đến đây đi nam cung cảnh cũng hét lớn một tiếng trong hai tay có ánh sáng trắng nhất thời sáng lên bỗng nhiên hắn đẩy hai tay về phía trước nghênh đón về phía phiên thiên côn của thạch mục ầm 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 những tiếng động cực lớn vang lên trên bàn tay khổng lồ trăm trượng phía sau lưng nam cung cảnh phát ra ánh sáng trắng sáng lạng trên mỗi một cánh tay đều đang phóng ra băng phách thần quang đánh về phía thạch mục ầm ầm một tiếng nổ cực lớn hoàn toàn chấn động thiên địa vang lên phiên thiên côn của thạch mục bỗng nhiên đánh vào phía trên hơn ngàn bàn tay băng tuyết khổng lồ chỉ thấy trên phiên thiên côn phù văn màu vàng không ngừng lóe sáng ở trong băng phách thần quang qua lại từ trong đó tản ra ánh sáng màu vàng với sức mạnh sắc bén vô địch trực tiếp phá vỡ băng phách thần quang trên bàn tay khổng lồ từng tầng ép xuống liên tiếp đập từng bàn tay cực lớn đến nát bấy ra a à, làm sao có thể trong mắt của nam cung cảnh lộ ra vẻ không thể tin hình như hắn không thể tin được bí thuật của mình không ngờ lại không chịu được một đòn như thế trong miệng hắn phát ra một tiếng gào thét trong mắt hiện ra vẻ điên cuồng hai tay hắn lại đẩy về phía trước một tầng ánh sáng trắng trói mắt giống như sóng biển cuộn trào mãnh liệt theo từng tầng bàn tay khổng lồ xông thẳng lên thạch mục chỉ cảm thấy trong tay chấn động phiên thiên côn ép xuống lại bị lực lượng này trùng kích thu lại vài thước đúng lúc này Hai cánh tay ảo ảnh hỏa viên phía sau lưng Thạch Mục cũng vung xuống. Côn ảnh đỏ đậm trong tay hắn nhất thời trùng hợp với thân Phiên Thiên Côn. Một lực lượng vô cùng khổng lồ nóng như lửa rót vào trong Phiên Thiên Côn. Thạch Mục chỉ cảm thấy hai cánh tay nặng xuống, Phiên Thiên Côn trong tay liền hung hãn ép xuống. Trong bầu trời, một khí tức hủy thiên diệt địa mang theo tất cả cuốn ra, trên Phiên Thiên Côn vang lên từng tiếng nổ mạnh. Từng hỏa diễm có chứa lực pháp tắc cuộn trào mãnh liệt lao ra, trực tiếp thiêu đốt bàn tay khổng lồ băng tuyết xuất hiện từng khí sương mù màu trắng chỉ thấy từng tầng bàn tay khổng lồ băng tuyết tan rã phiên thiên côn tiến quân thần tốc trực tiếp đập xuống từ phía xa bì lô tiên tướng và đám người lục quỳ trung đều nhìn thấy được một cảnh tượng như vậy lúc này đám người lục quỳ trung đã từ trong ma hải của bì lô tiên tướng ma thoát khỏi sự vây khốn bốn người lại xông tới công kích nam cung khóe mắt bì lô tiên tướng muốn nứt ra trong miệng thở ra một tiếng trong tay hắn có huyết quang lóe lên hiện ra sáu thanh đao xương huyết sắc. Cánh tay hắn chuyển động liên tục, nhanh như tia chớp cắm sáu thanh đao xương vào sau nơi ở trên thân thể, ngực, vai v, v. Ông, toàn thân bị lô tiên tướng đột nhiên tuôn ra một huyết quang hung bạo mạnh mẽ, dung nhập trong ma khí, cuồn cuộn tuôn ra, đánh về phía bốn người lục quỳ chung. ầm 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 liên tục bốn tiếng nổ lớn vang lên, bốn người lục quỳ chung lại đồng thời bị đánh bay. Bị lô tiên tướng một đòn đẩy lùi bốn người, lập tức lui lại, lao về phía nam cung cảnh đám người lục quỳ trung cũng không phải kẻ ngu dại, tất nhiên sẽ không để mặc cho hắn thoát thân. Toàn thân lục quỳ trung có ánh sáng màu vàng đất đột một phát ra. Hắn hét lớn một tiếng, lập tức ổn định thân thể. Hai tay hắn để ở trước người liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết. Một tấm lá chắn dày vô cùng với ánh sáng màu vàng lập tức hiện ra, ngăn cản ở trước người bì lô tiên tướng. Cút ngay, trong miệng bì lô tiên tướng quát lớn một tiếng, hai tay đẩy về phía trước, hóa cốt ma khí cuồn cuộn tuôn ra, hóa thành một mũi tên màu đen cực lớn, bắn về phía tấm lá chắn màu vàng đất. Ầm, một tiếng động rất lớn vang lên, tấm lá chắn ánh sáng màu vàng ầm ầm chấn động, cùng hóa cốt ma khí kia đồng thời tiêu tan ra. Bóng dáng bị lô tiên tướng hư ảo hồi, chợt từ trong ma khí tiêu tan chưa hết chui ra. A, à, một âm thanh vang lên, một mảng lớn lửa cháy hừng hực thiêu đốt từ trên cao đập xuống, trực tiếp ngăn cản bị lô tiên tướng. Đừng hòng mơ tưởng chạy thoát, lại là triệu giận trong tay cầm hoàng cực hỏa vũ phiến, chắn ở trước người bì lô tiên tướng. chương 1257, hối hận thì đã muộn một. một. Bì lô tiên tướng lòng nóng như lửa đốt, mà ở dưới sự dây dưa của bốn người lục quỳ chung, trong chốc lát, hắn căn bản không có cách nào thoát thân. Không, đúng lúc này, phía xa truyền đến một tiếng kêu đầy tuyệt vọng của nam cung cảnh. Phiên thiên côn của thạch mục rốt cuộc vẫn rơi xuống. Hơn ngàn bàn tay khổng lồ băng tuyết cũng hình thành núi cao nghìn trượng, căn bản không có cách nào ngăn cản được, tách ra thành hai nửa. Chỉ nghe ầm một tiếng vang lên, phiên thiên côn trong tay thạch mục đập vào trên đỉnh đầu nam cung cảnh. Két két két, những âm thanh giống như băng đá vỡ vụn nứt ra vang lên. Cương khí hộ thể toàn thân của nam cung cảnh ầm ầm vỡ nát. Toàn thân hắn ở trong ánh sáng phiên thiên côn nổ tung thành hơn 10 khối, cũng ở dưới một uy áp vô hình cuốn đi tất cả, lại đột ngột nổ tung ra. Ở dưới một đòn ẩn chứa lực pháp tắc này của thạch mục, thần hồn của hắn cũng không thể chạy ra. Nam cung cảnh bị một đòn lập tức giết chết. Trong nháy mắt toàn bộ chiến trường hoàn toàn yên tĩnh, mọi người gần như đều ngừng tay, hai mắt bị lô tiên tướng biến thành một màu đỏ như máu. Hiển nhiên hắn đã phẫn nộ tới cực điểm, đám người chịu giận lại mừng rỡ không thôi. Đại quân ba tộc trong toàn bộ chiến trường đều nhìn thấy cảnh này, đồng thời phát ra tiếng hoan hô kinh thiên. Tình hình phía bên thiên đình lại hoàn toàn khác hẳn, sắc mặt mỗi người khó coi vô cùng. Ở trong mắt bọn họ, tồn tại tiên tướng vốn giống như thần, rốt cuộc lại bị đối phương một mình chém giết. Điều này đã kích quá lớn đối với tinh thần của bọn họ. Tây môn tuyết từ phía xa nhìn về phương hướng thông đạo, trong đôi mắt đẹp đầy vẻ khiếp sợ, thật lâu không có cách nào chấn tĩnh được. Lúc này thạch mục thể hiện ra thực lực, đã hoàn toàn vượt ra khỏi sự dự đánh của nàng. Sắc mặt triệu tiền lại vô cùng xám xịt, vô cùng thù hận nhìn thạch mục. Sau khi thạch mục giết chết nam cung cảnh, hắn ở tại chỗ một lát, thân thể hơi trao đảo một cái, toàn thân bay thẳng xuống đát. Giờ này phút này, chân khí trong cơ thể hắn gần như khô cạn. Toàn thân dường như như mệt lả, thạch đầu, thải nhi kinh ngạc kêu lên một tiếng, há miệng phun ra một đoàn yêu hỏa xanh sẫm, nâng thân thể thạch mục, để hắn ở trên mặt đất. Thạch mục nhìn thải nhi gật đầu, lật tay lấy ra mấy viên đan dược nuốt vào. Sau đó, sắc mặt hắn mới tốt hơn một chút, thải nhi, người nhanh đi thu tập tất cả đồ trên thi thể của người kia. Một thứ cũng đừng để sót, hắn chợt nghĩ tới một chuyện, nhìn thải nhi nói nhanh thân nam cung cảnh là tiên tướng, trên người tất nhiên có đấy bảo bối. Không thành vấn đề, túi ở trên người ta, Thải Nhi đáp ứng một tiếng, vô cánh bay ra ngoài. Lúc này thạch mục mới thở phào nhẹ nhõm, hắn liếc mắt nhìn về phía chiến trường một cái, điều có thể làm, hắn đều làm, tiếp theo lại phải xem khả năng của ba tộc thiên phượng. Hắn phất tay lấy ra một khối linh thạch tiên phẩm cầm lấy, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt khôi phục chân khí. Giữa không chung, lúc này bì lô tiên tướng đã phẫn nộ tới cực điểm nhưng hắn vẫn chưa mất lý trí ánh mắt hắn đảo qua ở trên chiến trường hắn chỉ thấy ngoại trừ nam cung cảnh đã chết thiên đình có hai thần tướng khác cũng chết trận tiếp còn tiếp tục nữa ở dưới ba tộc hợp lực chống đỡ sẽ có không ít chiến tướng không chết cũng bị thương đương nhiên liên minh ba tộc tổn thất còn vượt xa hơn so với thiên đình bên thiên đình chỉ có bốn cường giả thần cảnh đã ngã xuống còn lại dưới thần cảnh tử thương càng không tính chỉ có điều dù vậy số lượng người của ba tộc lại vẫn vượt xa so với đại quân thiên đình. Hơn nửa giờ này phút này, lại không ngừng có người của ba tộc từ phía xa bay tới, gia nhập chiến trường. Bì lô tiên tướng ngẩng đầu nhìn về phía chỗ thủng của huyền vũ bản vân đại trận. Bên ngoài mơ hồ truyền đến từng tiếng nổ vang, hình như ở đó đang giao chiến. Tuy rằng không biết bên ngoài phát sinh chuyện gì, nhưng đến giờ khắc này, vẫn không có một chiến tướng thiên đình nào bay xuống. Chân mày hắn nhíu lại, trong hai mắt gần như có thể phun ra lửa hai tay hắn nắm thật chặt không ngừng truyền ra những tiếng rắc rắc lui lại cuối cùng bì lô không cam lòng nhưng vẫn phải phẫn nộ quát lên tiếng này vừa ra các chiến tướng thiên đình trên chiến trường liếc mắt nhìn nhau lập tức đều từ trong chiến đấu đi ra ngoài bay về phía chỗ thủng của huyền vũ bản vân đại trận tình hình hiện tại người sáng suốt nước mắt đều có thể nhìn ra thiên đình cơ bản không nhìn thấy hy vọng giành được chiến thắng lui lại chính là hợp với tâm ý của bọn họ chạy đi đâu Giết, lúc này liên minh ba tộc dần dần chiếm ưu thế, tất nhiên không muốn khiến cho đại quân thiên đình bình yên lui lại. Tất cả đều gầm lên điên cuồng xông tới công kích, chỉ có điều mặc dù đại quân thiên đình lui lại cũng là quân dung chỉnh tề, bố trí thỏa đáng. Cho dù ba tộc đại quân liên minh liều mạng dây dưa, vẫn không thể ngăn chặn được đại quân thiên đình bao nhiêu. Trong thời gian không đủ ăn xong bữa cơm, đại quân thiên đình liền rút ra hơn phân nửa. Đám thần tướng Tây Môn Tuyết, triệu tiền không lập tức lui lại, mà ở lại mặt sau, yểm hộ chiến tướng của đại quân thiên đình rời khỏi đó. Cuối cùng từng người bọn họ mới bay vào thông đạo, bên kia thông đạo, cuộc đại chiến giữa bị lô tiên tướng và bốn người lục quỳ chung vẫn còn tiếp tục. Bị lô tiên tướng luân phiên thi triển ra bí thuật, hơn nữa hắn vốn đã không có lòng dạ nào ham chiến, cuối cùng dần dần lộ vẻ xu hướng suy yếu. Chỉ có điều mặc cho bốn người lục quỳ trung điên cuồng tấn công như thế nào, cũng không có cách nào hoàn toàn đánh bại hắn. Thật không ngờ, bốn người lục quỳ trung càng đánh càng kinh tâm từng công kích, bí thuật giống như mưa nhấn chìm thân thể bì lô tiên tướng. Nếu như đổi vị trí, bốn người bọn họ đối mặt với công kích như vậy, thân thể khả năng cũng đã bị đánh thành cái sàng. Nhưng bì lô lại giống như không có chuyện gì xảy ra tiếp nhận, còn có lực lượng phản kích, cùng bốn người rằng co ở chỗ này. Người này làm sao có thể lợi hại như vậy? Địch ngạn tức giận gào thét truyền âm giao lưu với những người khác. Cờ lớn màu xanh lam trong tay hắn phóng ra ánh sáng cường đại. Một mâu ảnh màu xanh lam dài nửa tắc bắn ra, phía trên đầy phù văn màu xanh lam, nhanh như tia chớp tiến vào trong thân thể của bì lô tiên tướng. chương 1258, hối hận thì đã muộn hai. Trên người bì lô tiên tướng tuôn ra mảng lớn khí đen, bên trong truyền ra một tiếng nổ đột ngột. Không biết có chuyện gì xảy ra, thân thể hắn run rẩy kịch liệt một cái, trong miệng phun ra một búng máu. Chỉ có điều rất nhanh hắn liền khôi phục lại trạng thái ban đầu, giống như không có chuyện gì, tiếp tục chém giết. Lại là như vậy, địch ngạn nổi giận gầm lên một tiếng. Không chỉ vậy, sắc mặt ba người địch ngạn, lục quỳ chung cũng rất khó coi. Chỉ có điều bọn họ cũng không nghĩ ra nguyên nhân trong đó, chỉ có thể phát ra công kích càng mãnh liệt hơn. Ánh mắt bị lô tiên tướng đảo qua, người của thiên đình gần như đều đã lui ra. Hắn hét lớn một tiếng, toàn thân có ánh sáng màu đen lóe lên. Dưới thân ma khí điên cuồng phun ra, toàn thân hắn đã được ma khí nâng dơ. Hôm nay coi như ba tộc các ngươi gặp may mắn chỉ có điều trận chiến tranh này vẫn chưa xong đâu. Hắn hử lạnh một tiếng, hóa thành một đám mây đen, nhanh như điện chớp bắn về phía thông đạo không gian. Tạc tử dừng lại, địch ngạn hét lớn một tiếng, thân hình thoáng động, đuổi theo. Trong mây đen truyền ra một tiếng hử lạnh, ma khí tối đen như mực nhanh chóng bắn ra, ầm, thoáng cái, ma khí đập vào trước ngực địch ngạn, đánh cho hắn ngã trở lại. Đám người lục quỳ chung còn muốn đuổi theo, lại nghe triệu giận lớn tiếng kêu lên. Đừng đuổi theo, Người này công pháp quỷ dị, chúng ta chưa chắc có thể chiếm được lợi thế. Việc cấp bách bây giờ vẫn là chưa trị đại trận làm đầu. Lúc này trên người ba người lục quỷ chung đều bị thương. Hơn nữa đối với sự quỷ dị của bì lô tiên tướng, trong lòng bọn họ mơ hồ cũng có chút sợ hãi. Vừa nghe được triệu giận nói như vậy, tất cả đều ngừng lại. Trên mặt đất, thạch mục mở mắt ra, chân khí của hắn chỉ mới khôi phục được non nửa. Lúc này thế cục khẩn trương, không được phép hắn chậm rãi khôi phục. Hắn ngẩng đầu nhìn lại về phía bầu trời, trên bầu trời lúc này chỉ có người của liên minh ba tộc, không ngờ không thấy bóng dáng của đại quân Thiên Đình đâu. Thần sắc hắn thoáng ngẩn ra, thạch đầu, đám người Thiên Đình đó đã rút lui. Lúc này Thải Nhi đứng ở một bên, đang hộ pháp cho Thạch Mục. Mắt thấy Thạch Mục tỉnh lại, nó mở miệng giải thích. Thạch Mục gật đầu, không tỏ vẻ bất ngờ. Không tốt, đám người đại trưởng lão bọn họ vẫn ở bên ngoài. Sắc mặt hắn chợt biến đổi, hắn chợt nghĩ tới một chuyện thân thể phóng lên cao, bay về phía thông đạo không gian. Thải Nhi cũng cả kinh, vội vàng vỗ cánh đuổi theo, hạ xuống trên vai Thạch Mục. Lúc này ở gần thông đạo tập trung không ít người của ba tộc. Cảnh Thạch Mục và Nam Cung Cảnh đại chiến vừa rồi, bọn họ đều nhìn thấy mắt. Tất cả đều nhận ra được Thạch Mục, bọn họ vội vàng nghiêng người tránh đường, thân hình Thạch Mục hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp lao vào trong thông đạo không gian. Vị vừa rồi có phải là Thạch Mục của Di Thiên Cự Viên nhất tộc trước đó đã gặp ở trong Đại Điển Thiên Phượng? Cách thông đạo không xa, Lục Quỳ Trung nhìn theo bóng dáng Thạch Mục đi xa, mở miệng hỏi. Sắc mặt triệu giận có chút không dễ nhìn, không mở miệng nói gì. Nhưng trong lòng hắn đã nói sóng lớn từ lâu. Trước đây hắn nhìn tiểu tử nhân tộc kia hoàn toàn không thuận mắt, không để ở trong lòng. Hiện tại người đó lại có thể nắm giữ thực lực đáng sợ, đối địch cùng tiên tướng thiên đình, thậm chí chém giết tiên tướng. Đây là điều khiến hắn bất ngờ. Trong lòng hắn cực kỳ hối hận, sớm biết thạch mục sẽ có thành tựu như vậy, trước đây hắn liền không dùng thủ đoạn đó. Tồn tại thần cảnh ở các tộc khác, vô tình hay cố ý đều nhìn về phía triệu giận. Ánh mắt bọn họ đều có chút khác thường, mơ hồ có vài phần diễu cợt. Trước đây chuyện của Thánh Nữ Thiên Phượng và Thạch Mục có động tính không nhỏ. Mọi người tại đây cơ bản đều biết một ít, hiện tại xem ra, Thiên Phượng tộc lại đuổi một con rể lợi hại cực kỳ ra ngoài. Triệu giận cảm giác được ánh mắt của những người khác, sắc mặt càng thêm khó coi. Chính là hắn, thật sự không có nghĩ đến, lúc này mới mấy năm ngắn ngủi thực lực của hắn không ngờ đã tăng lên tới trình độ như vậy triệu chu minh ở bên cạnh hình như không chú ý tới sắc mặt triệu giận trên mặt mang theo nụ cười vui sướng nói đuôi lông mày địch ngạn hơi nhíu lại khi liếc mắt nhìn triệu giận thấy hắn không nói gì bản thân cũng không có lên tiếng thạch mục đuổi theo ra khỏi vũ nham tinh lại nhìn thấy không ít mảnh vụn chiến hạm bay khắp trời từng mảnh chiến hạm khổng lồ vỡ vụn còn lại thoạt nhìn hình như đều là của thiên đình Lúc này Đại quân Thiên Đình đều hội tụ đến một bên. Số chiến hạm còn hoàn hảo còn lại đang có sắp hàng có trật tự ở cùng một chỗ. Đại quân Thiên Đình cũng đã tập kết lại, chậm rãi lui về phía sâu trong tinh không. Ánh mắt Thạch Mục đảo qua xung quanh, không ngờ không nhìn thấy một người của Liên minh Di Thiên. Sắc mặt hắn nhất thời biến đổi, lẽ nào Liên minh Di Thiên đã bị Đại quân Thiên Đình tàn sát không còn? Đây cũng không phải là không có khả năng, Liên minh Di Thiên mới có mấy nghìn người làm sao có thể là đối thủ của đại quân thiên đình thạch đầu đừng vội đại trưởng lão bọn họ không có việc gì lúc này bọn họ đều trốn ở trong tinh vân gần đây có giọng nói vang lên ở trong đầu thạch mục thạch mục nghe được lời nói này vội vàng theo ánh mắt thải nhi nhìn về phía một mảnh tinh vân gần đó trong ánh sáng tinh vân lượn lờ hơn nữa rất dày lấy nhãn lực của hắn cũng nhìn không thấu chỉ có điều thải nhi đã nói như vậy chắc chắn là đúng không sai trong lòng hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hắn quay đầu nhìn lại về phía đại quân thiên đình, ánh mắt chợt thoáng động. Chỉ thấy tây môn tuyết lúc này đang đứng thướt tha ở phần đuôi một chiếc chiến hạm, đôi mắt đẹp đang nhìn về phía hắn bên này, thần sắc thoạt nhìn có chút phức tạp. Mà ở trên một chiếc chiến hạm khác, còn có một bóng người quen thuộc, cũng đang nhìn về phía bên này. Người này chính là Triệu Tiển, chỉ là vẻ mặt của hắn lại không dễ nhìn như vậy. Trên gương mặt vốn nho nhã nổi lên một tầng khí thâm trầm, đầy vẻ căm phẫn. Thạch Mục chưa từng để ý quá nhiều tới Triệu Tiển, Ánh mắt hắn và tây môn tuyết thoáng giao nhau, sau đó liền rời đi. Chương 1259, sau cuộc chiến 1. Động tác rút lui của đại quân Thiên Đình rất nhanh, lúc gần lúc xa, rất nhanh liền biến mất ở sâu bên trong tinh không tối tăm, không thấy bóng dáng. Thạch Mục thu hồi ánh mắt, thân hình thoáng động, đang muốn bay về phía chỗ Tinh Vân Thải Nhi đã chỉ. Nhưng ngay sau đó, chân mày hắn nhíu lại, thân hình dừng lại. Cách đó không xa, Tinh Vân cuồn cuộn một hồi, năm chiếc chiến hạm vỡ nát từ bên trong chậm rãi bay ra trên chiến hạm lúc này có người đứng đầy đó chính là mọi người của liên minh di thiên đám người đại trưởng lão bạch pháp an hoa phương trăn đều đang ở đó minh chủ thấy thạch mục đám người đại trưởng lão lập tức đứng dậy bay tới các ngươi không có việc gì là tốt rồi thạch mục gật đầu phóng thần thức đảo qua không khỏi thở phào nhẹ nhõm trải qua một trận đánh vừa rồi tuy rằng liên minh di thiên cũng có tổn thương chỉ có điều tồn tại thần cảnh lại không ít đi một người. Dưới hình thế hiện tại, mỗi tồn tại thần cảnh đều là lợi thế quan trọng để chống kháng thế lực Thiên Đình, không cho phép sơ suất. Các ngươi làm sao có thể nấp ở trong tinh vân kia vậy?" Thạch Mục hỏi, sau khi chúng ta từ phía xa quan sát tình hình Vũ Nham Tinh, bởi địch nhiều ta ít, liền thương nghị quyết định ra kế sách cuốn lấy những đại quân Thiên Đình bên ngoài, khiến cho bọn họ không có cách nào tiến vào Vũ Nham Tinh. Sau đó, người của thiên đình rốt cuộc bắt đầu từ trong thông đạo không gian rút lui ra vì vậy đại trưởng lão liền để cho đám người chúng ta rút lui trốn vào trong tinh vân đại quân thiên đình cũng không có đuổi kịp chúng ta an hoa nhìn liếc mắt đại trưởng lão nói thật nhanh chuyện này là do ta sơ xuất không nghĩ cách sớm báo cho các người biết hướng đi của đại quân thiên đình bên trong vũ nham tinh chỉ có điều may là các người phản ứng nhạy bén tránh thoát một kiếp thạch mục âm thầm cảm thấy may mắn nói như thế minh chủ Thiên Đình lại bị đánh bại, Phương chăn hỏi, "Không sai, trận chiến này bọn họ tổn thất một tiên tướng, chính là Nam cung Cảnh lần trước tới đại điển quấy rối, lúc này mới lui lại." Thạch Mục nói, "Tiên tướng kia rất lợi hại, là ta liên thủ với Thạch Đầu đánh chết hắn." Thải Nhi lộ ra thần sắc huyền diệu, đắc y nói. Đám người đại trưởng lão nghe vậy mừng rỡ, đồng thời trong lòng cũng cực kỳ chấn động kinh ngạc. Thiên Đình thập nhị tiên tướng không có khả năng giống như những thần tướng cổ man tộc đó. Mức độ lợi hại của hắn thế nào, những người như đại trưởng lão từng trải qua đại chiến ngàn năm trước đều đã lĩnh hội đầy đủ. Chính là một nhân vật lợi hại như vậy, rốt cuộc lại bị thạch mục ra tay giết chết. Vậy thực lực thạch mục này rốt cuộc đạt đến trình độ nào? Trên mặt thạch mục lộ ra mỉm cười, cũng không nói gì thêm. Hiện trường trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Trong mắt đám người đại trưởng lão đầy vẻ kích động hưng phấn, một hồi lâu mới tiêu tan. Một ít người trong tiểu tộc, lúc này trong lòng lại thầm hô to may mắn may là trước đây lựa chọn gia nhập liên minh Di Thiên. Có Minh chủ tu vi như Thạch Mục lãnh đạo, đuổi Thiên Đình ra khỏi tinh vực Thiên Hà, hình như không còn là chuyện quá xa không thể thành được. Nói không chừng, những tiểu tộc như bọn họ có thể trong chiến tranh lần này nhận được lợi ích không tưởng được. Minh chủ, tiếp theo chúng ta sẽ sắp xếp thế nào? Một lát sau, vẫn là đại trưởng lão dẫn đầu phá tan sự trầm mặc, mở miệng hỏi. Những người khác cũng đều nhìn về phía Thạch Mục, trong mắt bọn họ ngoại trừ hưng phấn chưa rút đi phần nhiều hơn chính là tôn sùng phát ra từ trong lòng đi tới vũ nham tinh trước tập hợp cùng ba tộc thiên phượng về phần sau này đối đầu thiên đình như thế nào cần cùng nhau thương nghị thạch mục suy nghĩ một chút nói đại quân thiên đình đã rời khỏi vũ nham tinh gần nửa canh giờ nhưng lục quỳ trung vẫn chưa thể thoát ra khỏi tâm tình khẩn trương cao độ trước đó ở trên mặt hắn không nhìn thấy bất kỳ thần sắc mừng rỡ nào trái lại có vẻ nghiêm trọng vạn phần trận pháp xưa ở đâu nhanh đi tu bổ đại trận hoàn toàn phong kín chỗ hổng cho ta. Tiếng giết gào của lục quỳ trung truyền khắp ở trên toàn bộ chiến trường. Mười mấy trận pháp sư của bàn quy tộc lập tức phi thân ra, đi vào tu bổ huyền vũ bản vân đại trận bị vỡ. Đúng lúc này, trong lỗ lớn trên không trăng lại có mấy đạo lưu quang hiện lên. Còn có mấy chiếc chiến hạm từ trong đó bay xuống. Đại quân còn lại của liên minh ba tộc nhất thời biến sắc. Chẳng lẽ là đại quân thiên đình đã quay lại, không ít người đã trở nên náo loạn. Không nên hoảng hốt, Lục Quỳ Trung đứng thẳng người lên, trầm giọng quát, trong ánh mắt đầy vẻ tức giận, Thiên Đình vừa bị bọn họ đánh bại, hiện tại sĩ khí đang thịnh, sao phải ngại chiến đấu một trận chứ? Lần này vừa lúc một lần hành động tiêu diệt đại quân Thiên Đình. Lục tộc trưởng, khoan động thủ đã, là người một nhà, đúng lúc này, một giọng nói vang dội từ trên cao truyền ra. Chỉ thấy một đạo lưu quang từ ở trên một chiếc chiến hạm ở giữa bay xuống, rơi vào trước mặt Lục Quỳ Trung. Đó chính là Thạch Mục thạch đạo hữu đây là lục quỳ trung nghe vậy hết sức kinh ngạc nghi ngờ hỏi lục tộc trưởng đây là viện binh ta mang đến từ liên minh di thiên đến đây trợ giúp các ngươi thạch mục nói lúc này năm chiếc chiến hạm thuyền hình tròn từ trên cao chậm rãi bay xuống đám người đại trưởng lão và phương chăn và một đám cường giả thần cảnh cũng đã đi tới lục quỳ trung nghe được lời này nhất thời vui mừng quá đỗi triệu giận và địch ngạn từ bên cạnh đã đi tới trên mặt hai người đều lộ vẻ tươi cười chỉ có điều nghe được Thạch Mục nói vậy, dáng vẻ tươi cười nhất thời cứng đờ. Chương 1260, sau cuộc chiến 2. Xin hỏi Thạch đạo hiếu, người vừa nói liên minh Di Thiên là cái gì? Đuôi lông mày địch ngạn dớn lên, mở miệng hỏi, Phi Thiên thử, Viêm Hổ, Tử Tinh Ma Nhiêu và hơn 10 yêu tộc đã cùng Di Thiên cự viên nhất tộc ta kết làm liên minh, Thạch Mục làm minh chủ, gọi là Liên minh Di Thiên, cùng chống lại Thiên Đình. Thạch Minh Chủ nghe nói ba tộc các người bị thiên đình bao vây chặt chẽ, dẫn dắt chúng ta đến đây trợ giúp. Đại trưởng lão nói, triệu giận và địch ngạn nghe vậy, nhất thời cả kinh. Hai người đưa mắt nhìn nhau một cái, thần sắc đều có chút xấu hổ. Thần sắc Lục Quỳ chung cũng thoáng đổi, có vẻ có chút kinh ngạc. Chỉ có điều trừ điều đó ra, ngược lại hắn cũng không có tâm tình gì khác. Các đại năng thần cảnh khác ở xung quanh nghe nói vậy, cũng hai mặt nhìn nhau, thần sắc mỗi người đều không giống nhau. Cảm ơn Thạch Đạo Hiếu. Không, cảm ơn Thạch Minh Chủ lần này dẫn đầu đại quân đến đây trợ giúp. Bằng không hôm nay ta bàn quy tộc chỉ sợ cũng phải xóa tên khỏi bách tộc trong thiên hà. Lục Quỳ Trung cảm kích nói, Lục Tộc trưởng nói quá lời, mọi người đều là một thành viên bách tộc thiên hà, đều chống lại thiên đình, chiến đấu vì tinh vực xung quanh. Thạch Mục khoát tay áo, nói, ai, lúc đầu lão phu ở trong thiên phượng tộc đã từng gây khó dễ cho Thạch Minh Chủ. Hôm nay Thạch Minh Chủ lại có thể bất kể hiểm khích lúc trước, trưởng nghĩa cứu giúp. Thật sự làm cho ta xấu hổ vô cùng. Lục Quỳ Trung bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ nói: "Chuyện đã qua lại, không đáng để nhắc tới. Việc cấp bách hiện tại, hẳn là giải quyết tốt hậu quả, cố gắng bố trí để phòng đại quân Thiên Đình ngóc đầu trở lại." Thạch Mục nói: "Ta đã an bài trận pháp sư đi tu sửa lại đại trận. Chỉ có điều muốn hoàn toàn khôi phục lại giống như lúc ban đầu, có khả năng còn cần hơn 10 ngày." Lục Quỳ Trung nói, Thạch Mục nghe được lời nói này liền gật đầu hộ tinh đại trận của bàn quy tộc nắm giữ uy lực như vậy. Lần này bị hao tổn không nhẹ, cần thời gian dài như vậy cũng không có gì kỳ quái. Trong thời gian tiếp theo, người của ba tộc bắt đầu dọn dẹp chiến trường, phong tỏa thông đạo không gian. Dù sao lần này tuy rằng thắng hiểm thiên đình, nhưng chiến tranh quy mô lớn như vậy đối với toàn bộ vũ nham tinh mà nói, vẫn là một tai họa. Công việc giải quyết tốt hậu quả tất nhiên là không ít. Bên phái thạch mục, cũng dẫn người gia nhập vào đoàn người chữa trị tu sửa. Mấy ngày sau, mười mấy trận pháp sư ngồi ngay ngắn ở giữa không trung. Các loại cờ trận, pháp quyết bắn ra, lỗ thủng cực lớn ở trên không trung, ở dưới sự duy trì liên tục chữa trị của các trận pháp sư, hoàng vân dần dần hội tụ về phía giữa lỗ thủng, hiện ra xu hướng bù đắp phong tỏa lại. Chỉ có điều tốc độ kia vẫn rất thong thả, muốn hoàn toàn khép kín, sợ rằng còn cần không ít thời gian. Mà ở hai nơi vị trí góc trận ban đầu, một lần nữa tạo ra hai tấm bia đá đã vận chuyển tới đang do một trận pháp sư thần cảnh trạm khắc phù văn. Ba ngày sau, nó lại một lần nữa đứng lặng lên. Đến lúc đó huyền vũ bản vân đại trận liền có thể khôi phục lại giống như lúc ban đầu. Trên không trung, hơn 10 chiếc chiến hạm thường xuyên lui tới, không ngừng vận chuyển tộc nhân bị thương của các tộc đi vào trong tộc của bản quy tộc. Trên mặt đất, thi thể chiến tướng thiên đình và tu sĩ các tộc cũng được phân biệt tách ra. Nên chôn thì chôn, nên đốt thì đốt, những pháp bảo chiến đấu hai bên thất lạc đều được thu về tất cả sau khi an bài một hồi những công tác hoàn tất sau cuộc chiến trên vũ nham tinh còn dây dưa chưa kết thúc nhưng cuối cùng cũng dần dần ổn định lại trên một tháp đài của vũ nham tinh thạch mục cùng tộc trưởng ba tộc thiên phượng đứng sóng vai ánh mắt quan sát mọi nơi ở phía sau mấy người còn có không ít người của các tộc đang đứng thạch minh chủ ở đây xem như đã an bài gần xong không bằng tạm thời rời bước đi vào trong tộc của ta nghỉ tạm một chút thạch minh chủ thấy như thế nào lục quỳ trung đi tới trước đám người thạch mục nhiệt tình mời ta đang có ý đó thạch mục cười nói lục quỳ trung nghe vậy liền vui mừng đưa một tay ra làm tư thế mời hắn lập tức xoay người nói với hai người triệu giận địch ngạn hai vị tộc trưởng cũng cùng đi thôi nói xong những lời này lục quỳ trung liền không tiếp tục để ý tới hai người dẫn theo đám người thạch mục bay lên lao nhanh về phía bản quy tộc hai người triệu giận và địch ngạn bị lục quỳ trung ném lại phía sau sắc mặt nhất thời trầm xuống Nghĩ đến những chuyện xảy ra trong thời gian qua, thái độ cung kính của lục quỳ chung đối với thạch mục, sắc mặt địch ngạn tái đi, trong lòng còn đặc biệt tức giận. Triệu giận chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, vỗ nhẹ vào vai hắn, ra hiệu hắn không nên tức giận. Sau đó thân hình hắn lao lên, cũng bay về phía trong bàn quy tộc. Kim Phong bà bà và Triệu Chu Minh và trưởng lão thiên phượng tộc cũng theo sát phía sau, bay trở lại. Địch ngạn do dự một lát, hai tay nắm chặt, cũng dẫn theo tộc nhân theo sau mọi người rất nhanh trở lại đại điện nghị sự của bàn quy tộc ở dưới sự hướng dẫn của lục quỳ trung chậm rãi đi vào đại điện trong đại điện người của các tộc khác đã đứng thành hàng từ lâu khi nhìn thấy đám người thạch mục tiến đến ánh mắt bọn họ đều nhìn sang thạch minh chủ xin mời ngồi lục quỳ trung giơ tay lên chỉ về phía chủ vị mở miệng nói lục tộc trưởng trăm triệu lần không thể ngài là chủ ta là khách làm gì có được đạo lý khách ngồi ở chủ vị thạch mục nghe vậy sửng sốt liên tục từ chối nói. Ở phía sau, triệu giận và địch ngạn mắt thấy lục quỳ trung nhiệt tình như vậy, sắc mặt lại trầm xuống. Hôm nay nếu không có thạch minh, làm gì còn chỗ cho chủ như ta? Chủ vị này, thạch minh chủ đừng từ chối nữa. Lục quỳ trung mở miệng nói, giọng nói vô cùng kiên quyết. Thạch mục tất nhiên sẽ không đi ngồi ở chủ vị. Hai người từ chối một phen, cuối cùng vẫn là lục quỳ trung ngồi lên, thạch mục ngồi ở bên cạnh lục quỳ trung. Hai người triệu giận, địch ngạn lại ngồi ở bên kia của lục quỳ trung sắc mặt hai người không phải dễ nhìn. Dựa theo thứ tự, chỗ ngồi của hai người sẽ thấp hơn so với thạch mục một cấp. Chỉ có điều nơi này là địa bàn của bàn quy tộc. Chủ nhân ra an bài như vậy, bọn họ cũng không tiện nói cái gì. Những người khác rất nhanh đều ngồi xuống. Trường 1261, tranh minh thủ một. Trước đây trong đại chiến có chút hỗn loạn, sau cuộc chiến lại chiêng chống dùm beng xử lý giải quyết tốt hậu quả, để phòng thiên đình trở lại tập kích. Vì vậy lần đầu có nhiều người tập trung lại một chỗ như vậy thạch mục ở trong cuộc chiến lần này uy danh hiển hách mặc dù đã truyền đến ở trong ba tộc thiên phượng nhưng có không ít người vẫn lần đầu tiên nhìn thấy thạch mục bọn họ đều lộ ra thần sắc tò mò không ít người càng trâu đầu ghé tai bàn luận nói tới lần trước ở thiên phượng tộc từ phía xa liếc mắt xem xét thạch minh chủ này khi đó hắn hình như vẫn chỉ là tu vi thánh giai không ngờ lúc này mới không bao lâu đã tiến giai thần cảnh tốc độ tu luyện này thật sự khiến người ta phải thán phục đúng vậy Ngày ấy thấy hắn cùng tên tiên tướng thiên đình kia đại chiến, thực lực như vậy, cường giả thần cảnh bình thường càng không có khả năng có được. Chúng ta tất nhiên là không thể theo kịp, thần sắc thạch mục thản nhiên, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của mọi người xung quanh. Sau khi mọi người đều ngồi xuống, lục quỳ chung ở trước mặt mọi người nói về thế cục hôm nay, cùng với tình hình sau cuộc chiến một phen. Bởi lần này bên phía thiên đình tổn thất một tiên tướng, có thể nói là thất bại thảm hại. Tuy rằng phe mình cũng tổn thương không ít, nhưng may mà còn ở trong phạm vi tiếp nhận được. Mọi người nghe vậy, sắc mặt cũng đều có chút hòa hoãn. Sau đó, Lục Quỳ Trung đứng dậy, xoay người nhìn về phía Thạch Mục, trịnh trọng nói. Lần này phần nhiều là nhờ Thạch Minh chủ trưởng nghĩa cứu giúp, bàn quy tộc ta mới có khả năng tránh được tai ương diệt tộc này, cũng phản công đắc thắng. Lục mỗ đại biểu tộc ta, lại biểu thị cảm ơn đối với Thạch Minh chủ và liên minh di thiên các vị. Phần ân tình này sau này sẽ hồi báo, đều là minh hữu chống lại thiên đình, lục tộc trưởng không cần như vậy. Thạch mục đứng dậy, nghiêm mặt nói, nếu thạch minh chủ coi chúng ta là minh hiếu, ở đây lục mỗ ta có một đề nghị. Không bằng sát nhập liên minh ba tộc ta cùng liên minh di thiên của thạch minh chủ lại với nhau, thành lập đại liên minh toàn bộ tinh vực thiên hà, chẳng phải tốt hơn sao. Vàn tay lục quỳ trung xoa nhẹ, vừa cười vừa nói. Địch ngạn vừa nghe lời ấy, sắc mặt nhất thời biến đổi. Ánh mắt hắn lập tức chuyển hướng, nhìn về phía triệu giận ngồi ở bên cạnh triệu giận lại không có nhìn hắn sắc mặt cũng có chút khác thường cúi đầu trầm tư suy nghĩ một lát sau đó thần sắc hắn mới lại khôi phục như thường các cường giả thần cảnh khác của ba tộc lại có thần thái khác nhau có người lộ vẻ vui mừng có người lại có vài phần do dự không ít người đều đang âm thầm quan sát thạch mục nghe vậy tất nhiên là mừng rỡ lần này bọn họ đến đây ngoại trừ hòa hoãn với ba tộc gia cũng có ý liên thủ với ba tộc dù sao hiện tại thiên đình thế lớn tình cảnh tinh vực thiên hà khó có thể giữ được nếu muốn hoàn toàn trục xuất thiên đình cần phải đồng tâm hiệp lực mới có khả năng thành công vốn hắn còn đang suy nghĩ khi nào đưa ra ý này thì thỏa đáng thật không nghĩ tới lục quỳ trung không ngờ đưa ra trước sắc mặt đám người đại trưởng lão cũng vui vẻ lục tộc trưởng nói lời ấy chính là đúng tâm ý của ta thực lực chúng ta so với thiên đình vẫn có phần kém hơn nếu không liên hợp lại thực sự rất khó khăn có khả năng giành được chiến thắng Thạch Mục mở miệng nói, Thạch Minh Chủ cũng có lời ấy, vậy thì tốt quá. Không biết Triệu Huynh và Địch Huynh thấy thế nào, Lục Quỳ Trung cười ha ha một tiếng, nhìn về phía Triệu Giận và Địch Ngạn. Ha ha ha, nếu như hai đại liên minh sát nhập, tất nhiên là chuyện rất tốt. Chỉ có điều, sắc mặt Triệu Giận thay đổi, vừa cười vừa nói. Chỉ có điều cái gì? Lục Quỳ Trung hỏi, Triệu Giận liếc mắt nhìn Địch Ngạn, chính là không biết sau khi hai đại liên minh sát nhập, lấy bên nào dẫn đầu địch ngạn mở miệng nói nói thạch mục nghe được lời nói này trong mắt có dị quang lóe lên không nói gì trên mặt đám người đại trưởng lão bạch pháp cũng lộ ra vẻ khác thường mọi người liếc mắt nhìn nhau trong lúc nhất thời trong đại điện trầm mặc xuống liên minh di thiên gần đây mới thành lập bất luận là quy mô hay số lượng người cũng có phần chưa đủ lần này nếu như sát nhập ta thấy vẫn nên lấy liên minh ba tộc chúng ta làm chủ liên minh di thiên là phụ các người thấy như thế nào địch ngạn ho nhẹ một tiếng phá tan trầm mặc nói. Thạch mục nghe được nói thế, chân mày không khỏi nhíu lại. Sắc mặt đám người phương chăn an hoa cũng trầm xuống. Địch tộc trưởng nói lời ấy sai rồi. Vừa rồi ngài thấy chỉ là quân tiên phong của liên minh di thiên chúng ta. Đại quân thật sự đang tổ chức tiếp viện. Liên minh di thiên ta cộng lại có 47 chủng tộc. Đại quân ít ngày nữa sẽ đến Vũ Nham Tinh. Đại trưởng lão mở miệng nói. Quá tốt, sau khi lục quỳ chung nghe xong, hai tay chống lên tay vịn ghế ngồi, thân thể cũng nghiêng về trước vài phần, mừng rỡ kêu lên. Mọi người nghe vậy đều mừng rỡ không thôi, trong đó lấy bản quy tộc làm đầu. Dù sao nếu có đại quân đến đây trợ giúp, vũ nham tinh của bọn họ mới xem như là thật sự vững chắc. Sau khi triệu giận nghe xong, chân mày nhíu lại, thần sắc lại có vẻ có chút ý tứ khó hiểu. Ánh mắt địch ngạn cùng triệu giận đối diện nhau, trên mặt hoàn toàn không có vẻ vui thích, lại có vài phần lo lắng. Vừa rồi địch ngạn huynh nói như vậy không hề thỏa đáng. Người phương nào thống soái liên minh làm sao có thể lấy số lượng người ra luận được. Nếu đối đầu với thiên đình, quan trọng nhất chính là kinh nghiệm đối địch. Thạch tộc trưởng tu vi tuy cao, nhưng dù sao trẻ tuổi khí thịnh. Hơn nữa di thiên cự viên nhất tộc phong tỏa lâu ngày, mới lần đầu cùng thiên đình giao phong. Mà liên minh ba tộc ta và thiên đình giao phong đã lâu. Cho nên vẫn là do ba tộc lãnh đạo, như vậy càng thích hợp hơn một ít. Đây cũng là kế lâu dài cho tinh vực thiên hà. Triệu giận mở miệng nói nếu thật sự bàn về kinh nghiệm đối đầu thiên đình, sợ rằng không một tộc nào có thể so sánh được cùng di thiên cự viên nhất tộc ta. Ngàn năm trước, chính là bạch viên lão tổ của di thiên cự viên nhất tộc ta dẫn dắt bách tộc thiên hà, cùng đại quân thiên đình chiến đấu đẫm máu hăng hái. Thạch Minh chủ chính là truyền nhân của bạch viên lão tổ. Hiện tại ở dưới sự hướng dẫn của hắn, chúng ta đã liền áp chế phong quang của thiên đình. Tin tưởng sau này cũng nhất định sẽ đạt được càng nhiều chiến quả hơn. Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, mở miệng nói. Triệu giận, địch ngạn nghe được lời nói này, trong mắt chợt có bóng tối lóe lên. Chương 1262, tranh minh thủ 2. Chuyện Thiên Phượng, Địa Long tộc mưu đồ mấy năm, chính là thay thế được Di Thiên cử viên nhất tộc, trở thành đứng đầu tám tộc. Đại trưởng lão nói thế, trực tiếp lay động nơi kiêng kỵ sâu nhất trong lòng bọn họ. Sắc mặt hai người nhất thời thay đổi, lại nói tiếp, nếu không có chúng ta khẩn cấp đến đây gấp rút tiếp viện, sợ rằng liên minh ba tộc hiện tại cũng không nhất định vẫn tồn tại đi phương trăn nhìn hai người cười lạnh một tiếng hỏi hừ nếu không có lục tộc trưởng kiên trì liều chết bảo vệ vũ nham tinh không chịu vứt bỏ tinh vực bằng không cũng không tới phiên các ngươi tới cứu lửa giận trong lòng địch ngạn dâng lên nói có phần không suy nghĩ địch tộc trưởng người nói thế là có ý gì là trách ta không chịu vứt bỏ chủ tinh cùng với các người cục đuôi chạy trốn sao hai mắt lục quỳ trung trợn trừng giận tím mặt nói lục tộc trưởng địch tộc trưởng lúc này đại địch chưa lui lại chúng ta không nên nội chiến, tự mình rối loạn đầu trận tuyến. Đại trưởng lão liếc mắt nhìn địch ngạn, mắt hơi sáng lên, giống như giải hòa mở miệng khuyên nhủ. Là hắn ép người quá mức, liên minh sát nhập vốn chính là để tiện đối đầu với thiên đình. Thực lực thạch minh chủ rõ như ban ngày, bàn quy tộc ta tâm phục khẩu phục, về phần ai tới làm người đứng đầu liên minh, lục mỗ lấy chủ ý của thạch minh làm chuẩn. Lục quỳ trung cao giọng nói, thạch mục nhìn cảnh tượng trước mặt như vậy, trong lòng thầm thở dài thật ra người phương nào thống lĩnh liên minh hắn thật sự không để ý tới chỉ cần có thể đánh đổi thiên đình ra khỏi tinh vực thiên hà là được không biết thạch tộc trưởng đối với chuyện này thấy thế nào triệu giận quay đầu nhìn về phía thạch mục ánh mắt lóe lên hỏi thạch mục nghe vậy đang muốn mở miệng nói chợt trong đầu hắn lại đột nhiên vang lên giọng nói của triệu giận thạch mục đạo hữu tạm thời thong thả trả lời năm đó ở trong thiên phượng tộc quả thực bất công đối với ngươi triệu mỗ ở nơi này tạ lỗi với ngươi trước chuyện cũng mà thôi triệu tộc trưởng không cần lo lắng thạch mục khẽ nhíu mày truyền âm trả lời thạch đạo hữu cùng thánh nữ tộc ta triệu thanh tú vốn có hôn ước chỉ cần thạch đạo hữu ủng hộ ta sau này theo ta quay về thiên phượng tộc chúng ta chọn một ngày tốt lập tức cho hai người thành hôn hơn nữa ta có thể xin thề ở trong đại chiến phía sau tuyệt đối sẽ không đặt di thiên cử viên nhất tộc của ngươi vào hiểm cảnh trong lòng triệu giận mừng thầm truyền âm nói triệu tộc trưởng có lòng tốt thạch mục xin nhận tấm lòng chỉ là hiện tại đại địch thiên đình ở phía trước, chuyện nữ nhân, thạch mục vẫn tạm thời đặt lại bàn sau. Thạch mục hờ hững truyền âm trả lời, cưới trung tú, không chỉ là một lời hứa hẹn của hắn đối với trung tú, đồng thời cũng là một tâm nguyện của hắn. Triệu giận lấy chuyện này tới thương lượng cùng hắn, ngược lại thật sự nắm được chỗ mềm yếu trong lòng hắn. Nhưng hiện tại, hắn đã không phải chỉ có một mình. Hắn là truyền nhân của bạch viên lão tổ, là tộc trưởng di thiên cử viên nhất tộc, còn là minh chủ của liên minh di thiên, sao có thể chỉ vì bản thân mình lại tổn hại tới lợi ích của toàn bộ liên minh triệu giận nghe vậy ngẩn ra sắc mặt nhất thời trầm xuống các vị lúc này đại quân thiên đình vẫn đang chú ý bao vây bên ngoài tình trạng cấp bách của vũ nham tinh này vẫn chưa hoàn toàn giải trừ việc hàng đầu trước mặt chúng ta nên làm là thương thảo làm sao để ứng phó với đại quân thiên đình về phần ai làm người đứng đầu liên minh này vẫn tạm thời gác lại sau này sẽ bàn lại thạch mục cũng không để ý tới mở miệng nói thạch mục vừa nói ra lời này mọi người tại đây đều gật đầu nhất là những tiểu tộc thạch mục nói thế mới là đứng ở góc độ tinh vực thiên hà những người của tiểu tộc nhìn về phía thạch mục ánh mắt nhất thời có chỗ khác biệt so với vừa rồi tình trạng cấp bách của vũ nham tinh thạch tộc trưởng không cảm thấy đã không cần thiết nữa hay sao trên mặt triệu giận trợt lộ ra nụ cười lạnh giọng nói không tốt nói a à, không biết triệu tộc trưởng nói lời ấy là có ý gì thạch mục nhướng mày hỏi Chuyện đã xảy ra trước đây không phải đã chứng minh, hộ tinh đại trận này của Vũ Nham Tinh cũng không phải là bền chắc như thép. Ta thấy chúng ta vẫn nên mau chóng rút khỏi trận tuyến tác chiến, rút lui tới xa lưu tinh thì tốt hơn. Triệu giận lạnh lùng nói, triệu giận huynh nói có lý, lui trận tuyến về phía sau, có thể lưu lại cho liên minh và đại quân thiên đình giảm sóc vừa đủ. Cũng cho chúng ta có cơ hội nghỉ ngơi nhất định, khôi phục thực lực đối kháng cùng thiên đình. Địch ngạn lập tức nói, các tộc trưởng tiểu tộc phụ thuộc vào liên minh ba tộc, trước cùng đại quân thiên đình luân phiên giao chiến tổn thương vô cùng nghiêm trọng đã sớm mệt mỏi không chịu nổi bọn họ nghe được lời ấy tất nhiên đều tán thành các vị nghe ta nói một lời trước đây ta đã nghe lục tộc trưởng nói qua huyền vũ bản vân đại trận bị công phá quả thật là do nội gian quấy phá mà không phải bởi vì bản thân đại trận mà trên thực tế toàn bộ tinh vực thiên hà sợ rằng cũng khó tìm được tinh cầu thứ hai có phòng ngự vững chắc như vậy cho nên chúng ta nên coi đây là cơ sở để thành lập phòng tuyến, chống lại Thiên Đình." Thạch Mục vội vàng cao giọng nói, "Nơi này có thể bị công phá lần đầu tiên, cũng có thể bị công phá lần thứ hai. Ai có thể bảo đảm hiện tại trên Vũ Nham Tinh sẽ không có gian tế do Thiên Đình phái tới?" Triệu Dận tiếp tục lạnh lùng mở miệng nói, "Hai vị nói thế, là cho rằng hộ tinh đại trận của Vũ Nham Tinh ta trăm ngàn chỗ hở phải không?" Lục Quỳ trung liếc mắt nhìn Triệu Dận và địch ngạn, cả giận nói, dễ dàng liền bị người của thiên đình xâm nhập vào như vậy, lục tộc trưởng bản thân ngươi cho là thế nào? Triệu giận cười lạnh một tiếng, nói, lục huynh, không biết là ai phái gian tế triệu tiền này đi tới canh giữ góc trận quan trọng, mới đưa đến đại trận bị công phá. Địch ngạn liếc mắt nhìn lục quỳ chung một cái, lạnh lùng nói. Ngươi, lục quỳ chung lửa giận càng tăng lên, không khí hiện trường thoáng cái trở nên vô cùng khẩn trương. Trường 1263, tiền hậu giáp kích một thạch mục liếc mắt nhìn hai người triệu giận và địch ngạn trong lòng không khỏi âm thầm lắc đầu các vị an tâm một chút không nên nóng vội chúng ta vẫn tiếp tục thương thảo xem phòng thủ vũ nham tinh như thế nào một tộc trưởng thần cảnh yêu tộc cỡ trung mở miệng khuyên nhủ hừ các ngươi nếu cố ý muốn chấn giữ tại chỗ này vậy chúng ta cũng không ép buộc thứ lỗi cho thiên phượng nhất tộc ta không lại đi cùng triệu giận bỗng nhiên đứng dậy nói như thế địa long tộc ta cũng không nguyện ở đây khoanh tay chịu chết địch ngạn đi tới bên cạnh triệu giận, mở miệng nói. Một ít tộc trưởng tiểu tộc phụ thuộc thấy thế, do dự một lát, cũng không nói một lời đi tới phía sau hai người. Nhưng có vài tộc trưởng tiểu tộc và trưởng lão khác có vốn đi theo hai tộc này, lại ở tại chỗ không hề động đậy. Thiên đình uy hiếp chưa giải trừ, hai vị tộc trưởng vẫn mong lấy đại cục làm trọng, suy nghĩ một chút đã. Sắc mặt thạch mục hơi trầm xuống, mở miệng hỏi. Hai người chúng ta khuyên các vị rút lui khỏi đây, các vị không chịu vậy ta đây cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là tự mình lui đi. Triệu giận vuốt tay, bộ dạng không thể tránh được, nói. Để cho bọn họ đi, lúc trước khi đại quân thiên đình tấn công, bọn họ đã muốn vứt bỏ bàn quy tộc ta để rời đi. Đã như vậy, bàn quy tộc ta cũng không nguyện ép bọn họ ở lại. Lục mỗ ta ở đây tuyên bố, từ hôm nay trở đi, bàn quy tộc ta rời khỏi liên minh ba tộc, chính thức gia nhập liên minh di thiên. Lục quỳ trung cất giọng nói, sau khi triệu giận nghe xong, sắc mặt chợt lạnh, trên mặt hắn rõ ràng dâng lên một sự tức giận, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lục Quỳ Trung. Lục Quỳ Trung cũng không nhượng bộ chút nào, trợn mắt cùng đối diện. Khóe mắt địch ngạn co giật vài cái, ánh mắt nhìn lướt qua trên người của Lục Quỳ Trung và Thạch Mục. Đại trưởng lão thấy thế, trên mặt hiện ra vẻ tiếc nuối. Trong lòng hắn hiểu rõ ràng, hai tộc thiên phượng địa long khổ tâm gần nghìn năm, mới ngồi trên vị trí đại tộc cấp cao nhất tinh vực thiên hà này. Hiện tại di thiên cử viên tộc vừa quay về, liền muốn thay thế địa vị của bọn họ, trở thành người đứng đầu liên minh mới liên hợp. Trong lòng hai người triệu giận địch ngạn không có cách nào tiếp nhận được, tuyệt đối không có khả năng lưu lại, gia nhập vào trong liên minh di thiên. Trong lòng thạch mục cũng biết điểm này, nên hắn không lên tiếng khuyên bảo nữa. Triệu giận thấy vậy, hư lạnh một tiếng, phải tay áo bỏ đi. Mắt thấy tộc trưởng rời khỏi, đám người thiên phượng tộc đều đứng lên, đi theo triệu giận ra ngoài. Triệu Chu Minh có chút tiếc nuối liếc mắt nhìn thạch mục, cũng đi theo. Địch Ngạn cũng tức giận hừ một tiếng, xoay người đi ra khỏi phòng khách. Đám người Địa Long tộc rất nhanh cũng đều đi ra ngoài. Ngay sau đó, một ít tiểu tộc phụ thuộc hai tộc Thiên Phượng Địa Long đều đi theo bọn họ rời khỏi đó. Thiếu đi những người này, toàn bộ đại điện nhất thời vắng vẻ hơn rất nhiều. Trong lòng mọi người ở trong điện nhất thời thầm thở dài. Ban đêm hôm đó, hai tộc Thiên Phượng Địa Long liền dẫn theo tộc nhân và tiểu tộc phụ thuộc, ngồi trên hơn 40 chiếc chiến hạp, rời khỏi Vũ Nham Tinh. Lục tộc trưởng Lỗ thủng của Huyền Vũ Bàn Vân đại trận chữa trị như thế nào? Trên tháp cao, Thạch Mục thu hồi ánh mắt từ trên chiến hạm hai tộc Thiên Phượng đang rời đi, nói với Lục Quỳ Trung: "Thạch Minh Chủ, ta đang muốn báo với ngươi chuyện này. Là ta trước đây quá mức lạc quan, ngoại trừ góc trận của Huyền Vũ Bàn Vân đại trận bị phá hỏng tạo thành tổn thương ra, còn bị chiến hạm của Thiên Đình Luân Phiên công kích, cho nên tình hình hủy hoại còn muốn nghiêm trọng hơn so với dự đoán. Hiện nay chưa có thể chữa trị hoàn toàn." Lục Quỳ Trung lắc đầu nói: Lục tộc trưởng, hai tộc thiên phượng bỏ chạy, thiên đình khó bảo toàn sẽ không thừa dịp chiến lực của chúng ta thiếu thốn, mà quay lại. Người cùng đại trưởng lão dẫn theo tất cả tộc nhân trong tộc còn có khả năng chiến đấu, tập hợp với người ta dẫn tới, chuẩn bị tập hợp tác chiến. Thạch mục chỉ thoáng trầm ngâm một lát, nói, vâng, hai người lục quỳ chung và đại trưởng lão đồng thời đáp. Nhớ kỹ, có thể chuyển tất cả chiến hạm phóng lên trên không chung. Cũng không cần ra khỏi vũ nham tinh, tử thủ ở lỗ thủng của huyền vũ bản vân đại trận. Một khi có người của thiên đình muốn từ nơi đó xâm nhập, liền lập tức phát động công kích. Thạch Mục nói, sau khi Lục Quỳ Trung và Đại trưởng Lão nhận lệnh, lập tức hành động. Rất nhanh bọn họ đã điều động tất cả chiến lực có khả năng trong toàn bộ vũ nham tinh lại. Ngoài những chiến hạm bị hai tộc thiên phượng tộc mang đi ra, công thêm 5 chiếc chiến hạm do Liên minh Di Thiên mang đến, toàn bộ bên trong vũ nham tinh chiến hạm có thể dùng cũng chỉ có không quá 30 chiếc. Tất cả đều bị điều đến chỗ lỗ thủng của đại trận, để thủ vệ nơi này. Quả nhiên, hai tộc thiên phượng rời khỏi chưa được ba canh giờ hạm đội thiên đình đã biến mất lại một lần nữa xuất hiện ở bên ngoài vũ nham tinh bao vây xung quanh lỗ thủng của huyền vũ bản vân đại trận chật như nêm cối gần trăm chiến thuyền chiến hạm của thiên đình đều mở ra hỏa lực hơn trăm mâu cực lớn với ánh sáng màu vàng đồng thời bắn vào lỗ thủng của đại trận phát ra tiếng nổ vang rung trời thạch mục đứng ở trên một chiếc chiến hạm hình tròn ngửa đầu nhìn hoàng vân điên cuồng cuồn cuộn trên không trung chân mày nhíu chặt lại không tốt minh chủ ngươi xem lỗ thủng đại trận kia lại bắt đầu lớn hơn. Nham hùng tộc trưởng chỉ một tay về phía Hoàng Vân, vừa nói. Chúng ta làm sao bây giờ? Có nên chủ động xuất kích hay không? Lục Quỳ Trung cũng mở miệng hỏi. Tạm thời không vội, chỉ cần bọn họ không tiến vào vũ nham tinh, chúng ta sẽ không động thủ. Một khi bọn họ đánh vào, lại lập tức phản kích. Ánh mắt thạch mục chấp động, nói như thế. Nhưng như vậy cũng không phải là biện pháp. Nếu để mặc cho bọn họ tiếp tục công kích đại trận như vậy, Sợ rằng không đến ngày mai, chỗ lỗ thủng của đại trận sẽ mở rộng gấp 10 lần. Đến lúc đó chiến hạm của bọn họ có thể đánh thông suốt tiến vào. Lục Quỳ trung nhíu mày nói, "Yên tâm đi." Thạch Mục nói được phân nửa, lại đột nhiên ngừng lại. Ánh mắt hắn hạ xuống, dường như đột nhiên rơi vào trong trầm tư. Sau một lúc lâu, đột nhiên trên mặt Thạch Mục lộ vẻ vui mừng, cao giọng nói, "Ha ha, không cần, lập tức điều động toàn hạm, chuẩn bị xuất kích." chương 1264, tiền hậu giáp kích 2. Xin hỏi minh chủ, này, đây cũng là vì sao? Lục quỳ trung thấy thế, thật sự không giải thích được, vội vàng hỏi. Các cường giả thần cảnh khác ở xung quanh, đều ném tới ánh mắt nghi hoặc. Đêm qua, Thư Hữu Kim từng đưa tin cho ta, nói hôm nay hắn sẽ dẫn dắt đại quân tiếp sau chạy tới. Ta còn tưởng rằng phải chờ thêm một hồi, lại không nghĩ tới, bọn họ không ngờ nhanh như vậy. Thạch Mục cười giải thích, cái gì, Viện quân đến, quá tốt, hai tay lục quỳ chung đánh ra một đòn, mừng rỡ kêu lên. Mọi người xung quanh nghe vậy, thân sắc cũng buông lỏng, đều lộ ra vẻ vui mừng. Ầm ầm ầm, đúng lúc này, tiếng công kích trong không trung lại đột nhiên trở nên hỗn loạn, nghe giống như hai phe đang giao chiến. Được, nhanh đi điều động hạm đội, tấn công. Hai mắt thạch mục chợt ngưng trọng, hạ lệnh. Lệnh này vừa ra, gần 30 chiếc chiến hạm còn sót lại trên vũ nham tinh đồng thời nhanh chóng bay lên lao về phía chỗ lỗ thủng của huyền vũ bản vân đại trận veo 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 mấy tiếng xé gió vang lên năm chiếc chiến hạm hình tròn nhanh chóng đi qua chỗ lỗ thủng của đại trận bay ra bên ngoài vũ nham tinh